Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. Trường 1391, các người an ủi người lời nói, cũng chỉ biết một câu như vậy sao? Kim sắc nho sinh, bản thân, thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Tự như cùng phim cảnh rút lui thông thường, nguyên bản bị hắn dung hợp, thiên đế bắt đầu thoát ly thân thể của hắn. Thời gian chi đạo, ta vi tôn, kim sắc nho sinh sắc mặt nghiêm túc, quát. Tại hắn trên thân, đồng dạng có khi ánh sáng, Năm tháng lực lượng khuếch tán ra, chống lại thiên đế quang luân nghịch chuyển pháp thuật. Thiên đế lực lượng muốn theo kim sắc nho sinh trên thân thoát ly, mà kim sắc nho sinh lực lượng một mực trói buộc lấy thiên đế. Hai loại khác biệt thời gian lực lượng rằng co chẳng được. Người mạnh như vậy thực hiện hấp thu, thiên đế quá mạo hiểm. Người có lẽ tìm chút thời giờ tiếp xúc, thiên đế từ từ kế hoạch, dạng này dung hợp được mới ổn định. Tại kim sắc nho sinh trong cơ thể, lại có một cái thanh âm cô gái nổi lên. Ta biết rõ, nhưng chúng ta không có thời gian từ từ kế hoạch. Ta phải thừa dịp Thiên đế suy yếu thời điểm dung hợp nàng, bổ túc mọi người, đại đạo. Nếu không, về sau rất khó còn có cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, nếu khiến Thiên đế rời đi nơi đây, chỉ sợ mọi người chọn đời không cách nào nữa đạt được giải thoát." Kim Sắc Nho Sinh cười khổ nói. Kim Sắc Nho Sinh trong cơ thể, nữ tử kia thở dài, ta đến chịu trách nhiệm ngăn chặn, Thiên đế tại nàng thoát thân lúc trước người tiếp tục duy trì, đế văn khế ước nhanh lên giải quyết. Cảm ơn, kim sắc nho sinh nói. Ta và người hai bên còn cần khách khí cái gì? Nếu như người thật muốn tạ ơn ta mà nói, lúc nào đem bạch long tiên tử giải quyết đi. Nữ tử kia thanh âm nói. Kim sắc nho sinh. Nàng kia thanh âm cười duyên một tiếng, thay thế kim sắc nho sinh trấn áp, thiên đế đem thiên đế ngăn chặn. Kim sắc nho sinh lần nữa thi triển lực lượng duy trì, đế văn khế ước nhanh nhanh nhanh, kim sắc nho sinh thúc giục nói. Cái thứ năm thần bí trường sinh giả lần nữa đưa tay, chuẩn bị viết đạo hiệu của mình. Nhưng làm hắn thứ lần nữa đưa tay thời điểm, thân hình lại đột nhiên bắt đầu hóa đá, đảo mắt phía trước nửa người của hắn đã biến hóa tượng đá. Không chỉ có là hắn, thứ sáu, thứ bảy hai vị trường sinh giả thân hình đồng thời hóa đá. Xem ra, đã muộn, vị thứ năm trường sinh giả đối với kim sắc nho sinh mỉm cười, thở dài. Không, còn không chậm chế, nhanh viết xuống đạo hiệu của ngươi, không muốn buông tha trị liệu. Kim sắc nho sinh vội la lên, ta, đã không nhúc nhích được, vị thứ năm trường sinh giả chậm rãi đáp, đừng nói viết viết, hắn hiện tại liền sách ngón tay đều làm không được. Lúc này, kim sắc nho sinh trên thân, thiên đế một nửa thân thể giấy dụa đi ra, nàng chậm rãi nói, thì ra là thế, ngươi cũng cùng ta, là mảnh vỡ một bộ phận. Tống tìm đường chết, ta thật đúng xem thường ngươi rồi. Người ở thiên đình thời gian dài như vậy trong, ta nhưng không có chú ý tới điểm này. Bởi vì ta và các người khác biệt, kim sắc nho sinh cắn răng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Chúng ta từng cái đều là khác biệt, chúng ta có cùng nguồn gốc, nhưng đã sớm phân liệt, có được tính cách của mình. Chúng ta sớm đã là khác biệt thân thể, thiên đế chậm rãi nói. Lúc trước, Tống Thư Hàng tại gặp gỡ ban văn long thiên đạo lúc, Ban Văn Long mời tống thư hàng trợ giúp thu thập Trình Lâm mảnh vỡ. Trong lúc, hắn nhấp lên qua viễn cổ thiên đình, thiên đế trong âm thầm thu thập Trình Lâm mảnh vỡ. Hơn nữa, viễn cổ thiên đình cấu tạo phương thức cùng khái niệm, cùng đệ Tam Thiên Đạo Ban Văn Long Thiên Đạo cấu tạo một cái tân thế giới khái niệm cực kỳ tương tự. Ban Văn Long suy đoán thiên đế có lẽ là theo Trình Lâm mảnh vỡ ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, mới sáng tạo ra viễn cổ thiên đình chi đạo. Mà hiện tại xem ra thiên đế bản thân liền là một mảnh vỡ. Ngăn chặn nàng, kim sắc nho sinh lần nữa kêu lên. Đồng thời, bắc phương đại đế, câu hồn đại đế, tây phương đại đế, bàn đào quả chân nhân đồng thời xuất thủ, đem hóa đá thứ 5, 6, 7 trường sinh mang về đến 7 vạn kim giáp chiến sĩ sau lưng. Kim sắc nho sinh chắp hai tay cùng, cưỡng ép quan bế kim sắc không gian. Áp chế không nổi, trong cơ thể hắn nữ tử kia thanh âm nói, thiên đế chuyển sinh trong cơ thể, còn ẩn chứa mặt khác lực lượng. Thiên đế, không phải đơn thuần mảnh vỡ, trong cơ thể của nàng, còn ẩn chứa một loại khác lực lượng, cường đại đến không cách nào địch nổi lực lượng. Tại đây đạo lực lượng hiệp trợ xuống, thiên đế theo, kim sắc nho sinh, trong cơ thể một lần nữa phân chia đi ra. Nếu như không có lực lượng khác hiệp trợ, thiên đế phục sinh thể không có khả năng che giấu lâu như vậy cũng không bị người phát hiện. Điểm ấy chúng ta đã sớm đoán được, kim sắc nho sinh cắn răng nói thiên đế hư ảnh tách ra tới đây về sau tiện tay một chiêu trên mặt đất vũ nhu tử thân thể được triệu hoán đi qua mơ tưởng kim sắc nho sinh trước giờ tiến tới một bước đưa tay tế ra một tờ kinh văn đem vũ nhu tử bao phủ bảo hộ vũ nhu tử thân thể bị định tại nguyên chỗ thiên đế không cách nào nữa kéo nàng nhưng mà theo vũ nhu tử trong cơ thể có một đạo hư ảo thân ảnh bị kéo ra ngoài ném hướng thiên đế thân thể là vũ nhu tử linh quỷ Vũ nhu tử linh quỷ hoa chân múa tay vui sướng, bị thiên đế cưỡng ép nhiếp đi. Thiên đế, phục sinh thể, cùng linh quỷ dung hợp được. Vũ nhu tử linh quỷ bộ dáng biến hóa, hắn hóa thành một vị uy nghiêm nữ tử bộ dáng. Kim sắc long bào phù hiện ở trên người nàng, đầu đội bình thiên quan. Không biết có phải hay không ảo giác, cái này bình thiên quan bộ dáng, cùng công đức nữ đế chính là cái kia bình thiên quan cực kỳ tương tự. Giữa không chung, thiên đế con mắt mở ra, đen kịt không có lòng trắng, nàng mắt nhìn xuống kim sắc nho sinh, nhếch miệng lên, ta tựa hồ nhớ lại một ít rất chuyện thú vị. Tóm lại, người đã thất bại, tống nhất. Đang khi nói chuyện, thiên đế sau lưng hiển hiện một cái tàn phá, viễn cổ thiên đình, hư ảnh, đó là nàng đại đạo hình chiếu. Thất bại phải trả giá thật nhiều thiên đế lại nói. Tại viễn cổ thiên đình hình chiếu hiện ra lúc, kim sắc nho sinh trong không gian thứ 5, 6, 7 thần bí trường sinh giả pho tượng hóa thành đất cát. Ba vị trường sinh giả thân ảnh xuất hiện ở viễn cổ thiên đình, hình chiếu bên trong. Không muốn A à Kim Sắc Nho Sinh kêu lên. Bọn họ là thuộc về ta đấy, tống nhất. Thiên đế đưa tay đặt tại trên bờ môi của mình, đã liền ngươi cũng là ta. Tương lai có một ngày, chúng ta sẽ lần nữa dung hợp. Chẳng qua, đến thời điểm sẽ lấy ta thành chủ đạo. Kim Sắc Nho Sinh không nói nhảm, hắn trong nháy mắt bộc phát. Mấy vạn loại khác biệt pháp thuật võ kỹ bao phủ hướng thiên đế. Trong chốc lát, trong thiên địa vạn vật biến sắc, chỉ có cái này một mảnh tiểu không gian bên trong, vô số pháp thuật, võ ký hiệu ứng ánh sáng bạo tạc lập loè Đối mặt hơn vạn đạo công kích, thiên đế đứng chắp tay. Trong hư không, có một đôi kim sắc đại thủ hiển hiện, chậm rãi hợp nhất, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Hết thầy pháp thuật, võ kỹ, ý cảnh, tại gặp gỡ cái này đối với kim sắc đại thủ đồng thời, toàn bộ chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này xong kim sắc đại thủ nâng thiên đế, chậm rãi lui vào một cái không gian trong thông đạo. Bệ hạ, chúng ta còn có cơ hội. Sự do người làm, không muốn nhụt trí. Bệ hạ đừng khóc, đứng lên lại khóc liền là bảo trì kiên cường lạc quan tâm tính một loại trêu tức tự diễu lời nói, thịnh hành trên Internet. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một loại giải thoát phương thức. Thiên đế sau lưng, viễn cổ thiên đình hình chiếu bên trong, Ba cái kia thần bí trường sinh giả an ủi Kim Sắc Nho Sinh nói, "Đang khi nói chuyện, thiên đế biến mất không thấy gì nữa, mang đi ba cái kia thần bí trường sinh giả." Kim Sắc Nho Sinh ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, phía sau hắn Kim Sắc thần bí không gian lần nữa mở ra. Ba người bọn hắn đạo chủng còn đang ở sao? Kim Sắc Nho Sinh xoay đầu lại, cười khổ nói, "Bắc Phương đại đế khẽ gật đầu." hắn mở rộng hai tay, lộ ra ba cái tiểu bóng. Từng cái tiểu cầu bên trong, đều sinh trưởng một cây kỳ dị thực vật. Kim sắc nho sinh nói, khá tốt, đạo chủng còn đang ở. Còn có cơ hội. Ta đã sớm nói, bệ hạ người cùng nho ra vô duyên. Người lần này xuất hiện nhất định muốn ăn mặc nho ra cách ăn mặc, hiện tại tốt rồi, đã xảy ra chuyện. Tây phương đại đế nói. Bàn đào quả tiên tử nói, Tây phương tiền bối, thời điểm này không muốn đả kích bệ hạ, Người không thấy được hắn đều nhanh khóc lên sao. Thời điểm này muốn an ủi một chút hắn mới đúng. Tây phương đại đế thở dài, hắn mặt nghiêm túc lên lộ ra nhu hòa chi ý, an ủi, được rồi, bệ hạ. Đừng khóc, đứng lên lại khóc, đạo chủng còn đang ở, chúng ta còn có cơ hội, nhất định có thể đem bọn hắn một lần nữa cứu ra. Kim sắc nho sinh ngẩng đầu vọng thiên, trên mặt sầu khổ thần sắc càng đậm. Các ngươi đặc biệt mã an ủi người lời nói chỉ có một câu, đứng lên lại khóc sao. Người nào phát minh, tin hay không chấm đem phát minh lời này người kéo ra ngoài biến thành cho bụi. Lúc này, bắc phương đại đế cao mày, hỏi cuối cùng cái kia một đôi kim sắc cánh tay là của người nào? Đó là thiên đế minh hiếu. Kim sắc nho sinh yếu ớt thở dài. Sau một lúc lâu, hắn lên tiếng nói, ta hoài nghi, cái kia kim sắc tay là đương kim cái vị kia hiện hóa. Đương kim vị kia, đương kim thiên đạo, đương kim vị kia không phải xảy ra vấn đề sao? hắn vì cái gì còn có thể xuất thủ cứu thiên đế bàn đào quả tiên tử nghi ngờ nói kim sắc nho sinh nói đương kim vị kia hiện tại ở vào chương trình hóa trạng thái chỉ biết cứng nhắc chấp hành thiên đạo quy tắc nhưng mọi người đừng quên hắn cũng không phải trời sinh liền bộ dáng này tại hắn còn không có chương trình hóa lúc khẳng định có vì chính mình bố trí hậu thủ người tại sao sẽ có suy đoán như vậy kim sắc nho sinh trong cơ thể nữ tử kia thanh âm hỏi nếu như ta là đương kim vị kia phát hiện mình có thiếu về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ sung bản thân thiếu khuyết cái kia bộ phận không có khả năng thả mặc kệ kim sắc nho sinh nói ý của ngươi là thiên đế cùng viễn cổ thiên đình là đương kim vị kia bổ sung toàn bộ bản thân chuẩn bị ở sau bắc phương đại đế nhào nặn mi tâm nói đây cũng không phải là một cái tin tức tốt điều này đại biểu của bọn hắn muốn theo đương kim thiên đạo trong tay cứu trở về đồng bạn của mình coi như là đương kim thiên đạo có thiếu, đã chương trình hóa. Thế nhưng cũng là thiên đạo, chư thiên vạn giới, ai có thể đánh qua thiên đạo. Tây phương đại đế, ta có một vấn đề, nếu như viễn cổ thiên đình là vị nào chuẩn bị ở sau, có vị kia làm hậu thuẫn, năm đó viễn cổ thiên đình tại sao sẽ bị người bị diệt. Có thể là bởi vì có người phá hủy kế hoạch của hắn, còn muốn mượn viễn cổ thiên đình, sinh trái trứng. Hay hoặc là, có phức tạp hơn nguyên nhân. Kim sắc nho sinh ngẩng đầu vọng thiên, cao thâm mà chắc nói. Dứt lời, thân hình hắn một lần nữa xâm nhập đến, không gian, bên trong. Còn là theo tới phương thức, hắn là ngang ngược cưỡng ép xâm nhập trong không gian, thân hình dần dần biến mất. Chỉ có nghiền nát phiến cổ thiên đình, mới là một cái tốt thiên đình. Không gian loạn lưu bên trong. Bạch Long che chở Tô Thị A thập lục, công đức xà mỹ nhân che chở Tống Thư Hàng, tại đây không gian loạn lưu chung du động. Lúc này, phía trước truyền đến không gian chấn động. Sau đó, một đôi kim sắc bàn tay che chở, thiên đế hiện thân. chương 1392, quả cầu kim loại lòng thiên đạo. Bạch Long cảnh giác nhìn chầm chầm vào thiên đế, công đức xà mỹ nhân tản ra, hóa thành một đoàn công đức ánh sáng, bao phủ tống thư hàng. Ngay phía trước, kim sắc hai tay mở ra, thiên đế đứng ở lòng bàn tay, mang theo lấy vô thượng đế uy. Nàng nhìn qua tống thư hàng, Bạch Long, À, Kim Long tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Thiên đế đối với Bạch Long phất phất tay, sau đó nàng lại nhìn hướng trong hôn mê Tống Thư Hàng. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, thiên đế đột nhiên hỏi, Kim Long tiên tử, vị này bá Tống huyền thánh là ai? Ta nhận thức sao? Ha ha, Bạch Long một mặt mộng bức. Các ngươi vài phần chung trước vừa mới đánh một sóng, chỉ chớp mắt vậy mà hỏi ta bá Tống là ai? kỳ quái, chẳng lẽ ta lại quên mất chuyện gì? Ta cảm giác mình tựa hồ đến tìm hắn có việc, thiên đế nhào nặn mi tâm nói. Không chỉ có là tống thư hàng, còn có bên cạnh tô thị A thập lục, nàng cũng không cách nào nhớ lại ở đâu xem qua. Bạch Long sướng sờ, sau đó trong nội tâm nàng nhớ tới một cái khả năng thiên đạo phòng tối hiệu quả. Tống thư hàng, tô thị A thập lục, vũ nhu tử bị giam vào thiên đạo phòng tối về sau, chư thiên vạn giới tu luyện giả trong đầu, liên quan tới ba người bọn họ trí nhớ toàn bộ biến hóa trong suốt. Đã liền ghi chép tống thư hàng ba người tên danh sách bên trên, cũng biến mất tên. Thậm chí là ba người ảnh chụp, cùng người khác chụp ảnh chung, đều bị xóa đi hình ảnh. Thiên đạo phòng tối, có thể nói là theo, căn nguyên, bên trên xóa đi ba người tồn tại ở thế gian dấu vết. Là dây S công pháp củng cố bản. Hiện tại, ba người tuy rằng theo, thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra. Nhưng ba người là nhập cư trái phép đi ra, hơn nữa đi ra về sau, một mực liền sống ở đó cái đặc thù bí cảnh bên trong. Lại nói tiếp lại bị lưu đầy đến không gian loạn lưu bên trong. Tống thư hàng ba người còn không có chân chính bước vào, hiện thế. Chẳng lẽ ba người trên thân cái loại này, thiên đạo phòng tối, hiệu quả còn không có tản đi. Vì vậy, thiên đế lúc trước vừa mới gặp qua hai người, chuyển cái đầu thời gian, rồi lại đem Tống thư hàng hai người quên mất về phần thiên đế có thể nhận ra kim long thủy tổ, là vì kim long thủy tổ bản thể còn đang ở thần bí đảo dưới mặt đất trong long mộ, sự hiện hữu của nàng cũng không có thay đổi hóa trong suốt. Ta cảm giác vị này bá tống huyền thánh trợ giúp qua ta. Thiên đế nhìn qua tống thư hàng, hỏi. Bạch long tiên tử bình tĩnh trả lời, hắn mang người theo thí luyện chi địa thoát thân. Thì ra là thế, thiên đế suy tư nói, cái kia hắn phải hay không phải cùng ta đánh một sóng ta biết rõ từ ta theo thí luyện chi địa bên trong đi ra biện pháp, cần nhập vào thân với hắn đồng bạn trên thân. Vâng, Bạch Long tiên tử bình tĩnh đáp. Ách, thiên đế lại vuốt vuốt mi tâm, lần này phục sinh thể trạng thái có chút ít vấn đề, lúc nào cũng sẽ không hiểu thấu mất đi một ít trí nhớ. Thiên đế cùng Bạch Long giao lưu ở giữa, tống thư hàng theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao quá lớn, bị tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ép khô, lúc này suy yếu liền cả ngón tay đều nhúc nhích không được thiên đế nhìn qua tống thư hàng người đã tỉnh bá tống huyền thánh tống thư hàng nghe được cái thanh âm này bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn chòng chọc hướng thiên đế lúc này thiên đế không còn là vũ nhu tử bộ dáng hơn nữa khí tức của nàng cũng cùng vũ nhu tử có khác nhau rất lớn chẳng lẽ thiên đế theo vũ nhu tử nhập vào thân hình thái thoát ly nếu thật như vậy là một cái tin tức tốt Bá Tống Huyền Thánh, ta rất vừa ý ngươi, thiên đế đối với Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng vô thức đáp, ta không có trở thành người khác hậu cung sở thích. Ồ, ta có nói qua muốn thu ngươi tiến hậu cung, thiên đế hạc hạc cười một tiếng, nói ta chỉ là cảm giác ngươi rất phù hợp ta khẩu vị, có muốn hay không cùng ta làm một trận một trận. Chúng ta đúc lại thiên cung, ngày đó ta một lần nữa quân lâm thiên hạ thời điểm, ít nhất cam đoan ngươi trường sinh giả cảnh giới. Không có khả năng, một bên bạch long tỷ tỷ thay thế tống thư hàng đáp. Không phải dung hợp tại, viễn cổ thiên đình chi đạo, trường sinh giả, mà là nguyên vẹn đại đạo trường sinh giả. Đây cũng không muốn sao, thiên đế chậm âm thanh nói. Trường sinh giả, đạo, chỉ có dựa vào bản thân lĩnh ngộ, người hống được rồi người nào. Bạch Long tỷ tỷ âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên nói, người đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta chính là thiên đế, ta tự nhiên có thủ đoạn của chính mình thiên đế dứt lời, đưa tay làm ra niêm hoa hình dáng. Sau đó, một mai, đế châu, xuất hiện ở tay nàng ngón giữa. Nàng đem đế châu đưa về phía tống thư hàng, chỉ cần ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể thông qua hắn tới đây liên hệ ta. Đế châu, tống thư hàng, cái đồ chơi này, đụng một cái đến hắn liền sẽ hóa thành đống cặn bã. Ngộ nhớ tiếp được thứ này, hắn liền biến thành đống cặn bã, có thể hay không bị thiên đế cho là mình đang gây hấn với nàng. Đang lúc Tống thư hàng do dự thời điểm, Thiên đế đã cưỡng ép đem cái này, Đế Châu, nhét vào trong tay hắn. Nhưng lần này, Đế Châu không có vỡ. Cái này Đế Châu bên trên tản ra cường đại sinh mệnh khí tức, vào tay lạnh buốt. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi, bá Tống Huyền Thánh. Thiên đế dứt lời, quay người bước lên cái kia đối với kim sắc đại thủ. Kim sắc hai tay khép lại, trong hư không có không gian kẽ nứt mở ra, thiên đế cùng cặp kia kim sắc đại thủ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi, Bạch Long tỉ tỉ trầm tĩnh lại. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu? Tại không gian loạn lưu bên trong, người tiêu hao rất lớn, người lại nghỉ ngơi một chút. Ta đang tìm kiếm đi ra ngoài thông đạo, đến lúc đó chúng ta có thể trở về. Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu nói. Cái kia vũ nhu tử đây, Tống Thư Hàng có chút bận tâm nhìn vừa rồi thiên đế trạng thái hắn đã theo vũ nhu tử nhập vào thân trạng thái bên trên rời khỏi nói không chừng vũ nhu tử liền lưu lại tại chỗ chúng ta mau chóng trở về xác định tình huống bạch long tỉ tỉ nói đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân một lần nữa hiện thân nàng ôn nhu ôm lấy tống thư hàng ngươi lại nghỉ ngơi một chút chờ trở, trở về hiện thế về sau ta lại đánh thức ngươi bạch long tỉ tỉ ôn nhu nói tống thư hàng nhẹ gật đầu mỏi mệt cảm giác dâng lên hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tiến nhập ngủ say trạng thái. Trong mộng, Tống Thư Hàng biến thành một đoàn u linh. Hắn phát hiện mình bị chứa ở một cái nhìn qua rất tân tiến dụng cụ bên trong, chung quanh có mấy vô cùng dụng cụ hào quang theo trên người hắn đảo qua, tại đo đạc chi tiết của hắn. Những dụng cụ này hào quang quét tới thời gian, lại để cho hắn cảm giác được toàn thân khó chịu. Hắn theo bản năng muốn tránh né, thế nhưng u linh hóa thân thể rồi lại không chút sức mẻ. Loại cảm giác này, nhập mộng rồi hả? Nhập mộng số lần nhiều hơn, Tống Thư Hàng cũng chạm tới một ít quy luật. Cùng phổ thông mộng cảnh khác biệt, nhập mộng vẫn còn vì chân thực, hơn nữa nhập mộng bên trong hắn cơ bản không cách nào khống chế thân thể. Vậy lần này nhập mộng là ai? Một đoàn u linh. Ta gần nhất có tiếp xúc qua u linh quỷ quái sinh vật sao? Hoàn toàn không có ấn tượng a. À? Tống Thư Hàng nhập mộng cần phải có cơ hội. Cái này cơ hội cũng không cố định có thể là một giọt máu, có thể là trên linh hồn tiếp xúc, thậm chí có thể là hắn linh quỷ tiếp xúc đến nhân vật. Nhưng tóm lại, tại nhập mộng phía trước hắn nhất định sẽ cùng nhập mộng đối tượng có một cái tiếp xúc cơ hội. Hắn không có khả năng lăng không nhập mộng đến hắn hoàn toàn không có tiếp xúc qua sự vật bên trong. Thế nhưng, ta gần nhất thật không có tiếp xúc qua bất kỳ u linh quỷ quái đi. Nhập mộng bên trong thời gian cực nhanh. Mỗi một ngày, đều có khác biệt dụng cụ tiến đến, đối với tống thư hàng nhập mộng u linh tiến hành quét ngắm kiểm tra đo lường có đôi khi trả sẽ tàn nhẫn theo u linh trên thân thể cắt xuống một khối nhỏ ném vào đến sát vách dụng cụ bên trong tiến hành xét nghiệm mỗi lần xét nghiệm hoàn tất về sau bị cắt xuống thân thể lại sẽ bị đưa về nói đến kỳ quái bị cắt xuống thân thể bộ phận vừa về tới u linh bên người liền sẽ chủ động dung hợp khôi phục như lúc ban đầu vọng thiên thời gian trải qua bao lâu cái này chỉ sợ là kế thông nương mộng về sau, lần thứ hai làm cho người ta tan vỡ mộng cảnh. Thông nương là một mình cắm dễ tại đỉnh núi cao, gió thổi ngày phơi mấy trăm năm. Mà lần này là trở thành một bị nhốt u linh, chẳng phân biệt được ngày đêm bị người nghiên cứu. So sánh dưới, tuy rằng không giống thông nương nhân sinh nhàm chán như vậy, nhưng bị người nghiên cứu có thể không phải là cái gì chuyện đùa. Còn không bằng thông nương hành sinh, ít nhất thông nương có thể như một ẩn sĩ, lặng lặng ngẩn người. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhàn rỗi nhàm chán Tống Thư Hàng, mỗi ngày niềm vui thú liền là bị nghiên cứu, tiếp đó quan sát phòng nghiên cứu bên trong không ngừng biến hóa dụng cụ. Phòng nghiên cứu bên trong không năm tháng. Cũng không biết nhiều hơn bao lâu, cái này nhìn như tiên tiến phòng nghiên cứu bên trong, rốt cuộc đã có biến hóa. Bóng loáng phòng nghiên cứu trên vách tường, mở ra một cái đại môn. Sau đó, có một đoàn bóng theo trong cửa lớn lăn tiến đến màu trắng bạc thân thể, có kim loại khuynh hướng, xem ra giống như là cái kim loại tạo thành hình cầu, nhưng hình cầu mặt ngoài nhưng là lưu động, giống như dịch thể thông thường. Quả cầu kim loại lỏng đại lão. Chẳng qua, cái này quả cầu kim loại lỏng đại lão cùng Cửu U vị kia khác biệt. Cửu U vị kia là màu đen quả cầu kim loại lỏng, mà trước mắt vị này chính là màu trắng bạc màu sắc. Thiên đạo Tống thư hàng trong lòng lập tức hiểu ra đến. Vị này, liền là đương kim Thiên đạo viễn cổ thời đại, hắn đột nhiên hiện thân, cùng nhau ra thánh nhân tranh đoạt thiên đạo vị trí. vị này đường kim thiên đạo vô cùng thần bí, không ai biết rõ tình báo của nó. hắn sinh ra, lai lịch của nó, hắn thuộc về cái nào tu luyện hệ thống, hắn có được cái gì năng lực đặc thù, hết thảy hết thảy đều là cái mê. hắn không phải người, không phải quỷ, không phải thú, không phải yêu, không phải ma, không phải thần chỉ hắn quả thực không giống cái thế giới này tồn tại không chỉ có là thân thể, còn có công kích phương thức, tu luyện hệ thống, cùng bất kỳ một hệ tu luyện giả đều hoàn toàn bất đồng. Nho gia thánh nhân cùng hắn đại chiến 10 năm lâu, cuối cùng lại bị cứng rắn hao tổn thất bại. Ngoại trừ cùng nho gia thánh nhân trận chiến ấy bên ngoài, chư thiên vạn giới không có người thấy hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành thiên đạo. Từ đó về sau, lại không hiện thân tại bất luận kẻ nào trước mặt. Duy nhất cùng hắn có quan hệ tin tức, liền là, nhau ra tan vỡ, một chuyện. Đó là cửu u chúa tể, quả cầu kim loại lỏng, sử dụng cửu u chúa tể, duy nhất một lần bước vào hiện thế, cơ hội, đem năm đó phổn vinh nhau ra đánh cho tàn phế. Về sau, theo chư thiên vạn giới đại năng phỏng đoán, vị này, đương kim thiên đạo, đã tiến nhập chương trình hóa giai đoạn. Mà trước đó không lâu, thiên đạo có biến, hắn rất có thể muốn theo thiên đạo, vị trí bên trên lui ra. Tới đây từ đệ tam thiên đạo kiệt tác, trong thiên địa thứ nhất tôn chân chính trên ý nghĩa linh quỷ quỷ thần mảnh vỡ quả cầu kim loại lòng thiên đạo đi vào tống thư hàng biến thành u linh trước mặt nói khẽ quỷ thần mảnh vỡ đệ tam thiên đạo kiệt tác đó không phải là trình lâm mảnh vỡ sao trình lâm là đệ tam thiên đạo đào tạo đi ra phương pháp thoát thân đệ tam thiên đạo dùng trình lâm đem ban văn long cho chuyển sinh theo cửu u chúa tể hạn chế xuống giải thoát sau đó, Trình Lâm, sụp đổ thành mảnh vỡ, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục. chương 1393, Bảy vị thiên đạo Quả cầu kim loại lòng thiên đạo đang nghiên cứu quỷ thần mảnh vỡ. Hắn muốn làm gì? Tống Thư Hàng trong lòng có điểm hiếu kỳ, chẳng qua hắn lập tức thu liệm ý niệm của mình, cố gắng làm cho mình bảo trì tâm vô tạp niệm, trạng thái. Hắn, nhập mộng, trạng thái rất quỷ dị, không phải đơn thuần mơ tới người khác nhân sinh đơn giản như vậy. Tại, nhập mộng, thời gian, nếu như nhập mộng đối tượng tiếp xúc đến một ít thực lực cường đại kiếp tiên đại lão hoặc là trường sinh giả đại năng, có tỷ lệ nhất định sẽ bị đối phương cảm ứng được. Quả cầu kim loại lỏng chính là thiên đạo, chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất tồn tại. Kiếp tiên cùng trường sinh giả đều có tỷ lệ cảm ứng được hắn, thiên đạo chắc chắn sẽ không so với kiếp tiên cùng trường sinh giả kém. Tống Thư Hàng cố gắng bảo trì, tâm vô tạp niệm, trạng thái, làm cho mình lẳng lặng làm một cái, ở ngoài đứng xem, hy vọng dạng này sẽ không khiến cho quả cầu kim loại lỏng thiên đạo chú ý. Quả cầu kim loại lỏng lại lăn đến bên cạnh một cái máy đọc thẻ bên trên, trên cánh tay kéo dài ra mấy đạo xúc tu, tại dụng cụ trên bàn một hồi cuồng theo. Từ nơi này khối, quỷ thần mảnh vỡ, bên trên, có thể đọc đến ra trí nhớ rất lộn xộn. Trong đó có thể phát lên công dụng, chỉ có liên quan tới đệ tam thiên đạo cấu tạo tân thế giới mấy cái trình tự, còn có một chút lộn xộn trọng sinh phương pháp nhưng những thứ này cũng không phải ta nghĩ muốn, như là đã đã thành thiên đạo, vì cái gì còn muốn trốn tránh thiên đạo chức trách. Ta cũng cần, chỉ là đem bản thân không chọn vẹn bộ phận bổ sung đồng thời. Quả cầu kim loại lỏng nói khẽ. Hắn chướng mắt, để tam thiên đạo, vì thoát thân mà xếp đặt thiết kế đủ loại phương án. Nếu như đã thành thiên đạo, đúc thành bất hủ diệt chi thân, đang sống thật tốt, tại sao phải theo thiên đạo, vị trí bên trên chạy trốn quả cầu kim loại lòng thiên đạo không thể hiểu đệ tam thiên đạo cùng tiền một nhiệm thiên đạo ý tưởng. Thời điểm này hắn đã đã trở thành thiên đạo, nho ra vị kia đã bại trận, chẳng qua rồi lại gặm được hắn một bộ phận tồn tại. Tống thư hàng trong lòng ý niệm trong đầu lóe lên, lại nhanh chóng thu liệm ý thức của mình. Chờ chút, đệ tam thiên đạo, quỷ thần, kế hoạch, cấu tạo hoàn toàn mới thế giới phương pháp bên trong, có lẽ có thể thu xếp ra một cái bổ sung ta chỗ thiếu hụt biện pháp. Quả cầu kim loại lỏng suy tư quả cầu kim loại lỏng tiến nhập, suy nghĩ người, hình thức, hắn ba 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 biến hóa, biến thành thân hình cao lớn người kim loại. Tiếp đó, hắn bắt đầu vặn vẹo, nhảy lên một loại quỷ dị vũ đạo. Tại vũ đạo bên trong suy tư nhân sinh, tại vũ động bên trong sẽ có linh thạch hiện lên. Vô luận là quả cầu kim loại lỏng thiên đạo còn là cửu u béo cầu, đều đam mê vũ đạo. Mà quả cầu kim loại lỏng thân là, thiên đạo hắn đang khiêu vũ thời gian, trong thiên địa sẽ có dị tượng phối hợp hắn tỉ như tường vân hiển hiện, tiên nhạc từ lên, kim liên bộc phát. Vân vân, thiên đạo, liền là kèm theo BGM cộng người hiệu ứng ánh sáng tồn tại. Khiêu vũ một khúc về sau, quả cầu kim loại lỏng thiên đạo ngừng lại, một lần nữa lui làm một cái hình cầu. Nếu như của chính ta một bộ phận không trọn vẹn, lại không có phương pháp tìm về, vậy theo những sinh vật khác trên thân bổ sung toàn bộ đến. Quả cầu kim loại lỏng nói. Theo hắn trên người có trên trăm cánh tay duỗi ra, tại trong hư không không ngừng viết. Hắn văn viết chữ, tống thư hàng một cái cũng không nhận thức. Quả cầu kim loại lỏng không ngừng viết, sửa đổi, tu chỉnh. Ở giữa, ngẫu nhiên hắn sẽ biến mất một đoạn thời gian hình như là hoàn thành thiên đạo chức trách. Làm xong thiên đạo chức trách về sau, hắn lại sẽ trở về, một lần nữa tu chỉnh bổ sung còn trong hư không những cái kia phù văn có rảnh rỗi cũng sẽ đem tống thư hàng, nhập mộng, quỷ thần mảnh vỡ thiết cắt, nghiên cứu một chút. Hay hoặc là theo quỷ thần mảnh vỡ bên trong đọc đến một ít trí nhớ tư liệu. Thì cứ như vậy, đã hơn một năm thời gian trôi qua. Một năm nay trong thời gian, tống thư hàng trong lòng run sợ, sợ sự hiện hữu của mình sẽ khiến quả cầu kim loại lỏng thiên đạo chú ý. Thậm chí thật nhiều lần, hắn cũng hoài nghi quả cầu kim loại lỏng trên thực tế đã phát hiện hắn, nhưng không có để ý tới hắn hoặc là quả cầu kim loại lỏng trực tiếp đưa hắn trở thành là quỷ thần mảnh vỡ bên trong ẩn chứa trình lâm ý thức. Tóm lại, Tống Thư Hàng bình an sống quá hơn một năm thời gian. Hoàn thành, quả cầu kim loại lỏng thiên đạo đột nhiên nói. Ở trước mặt hắn là một quyển sách dùng viễn cổ văn tự, viết thiên chương phù văn nhiều, che kín toàn bộ phòng nghiên cứu. Tống Thư Hàng là viễn cổ mù chữ chẳng qua hơn một năm thời gian. Hắn dùng tu sĩ cái kia cường đại trí nhớ, cứng rắn đem tất cả viễn cổ phù văn trở thành là đồ án ghi xuống. Thiên đạo bổ sung toàn bộ kế hoạch, thiên đình phương án, quả cầu kim loại lỏng nói khẽ. Thiên đình phương án, tống thư hàng tâm can nhảy dựng, là trùng tên trùng hợp. Quả cầu kim loại lỏng thiên đạo kêu thiên đình phương án, chỉ đúng là viễn cổ thiên đình sao. Toàn bộ phương án có thể thực hiện, ta cũng cần một cái chấp hành phương án, nhân vật chính. Từ hắn tới đây xây dựng thiên đình, dung hợp trường sinh giả đạo, tới đây hoàn thiện ta không chọn vẹn bộ phận. Quả cầu kim loại lỏng nói khẽ. Sứt lời, quả cầu kim loại lỏng mở ra một cái hộp. Trong hộp chứa rất nhiều con mắt, tất cả lớn nhỏ, đủ loại. Đệ nhị thiên đạo vật thí nghiệm, đã có chúng nó về sau, có thể giảm bớt ta rất nhiều thời gian cùng trình tự. Quả cầu kim loại lỏng lên tiếng nói. Nó là chư thiên vạn giới mấy lần vị thiên đạo bên trong, đặc thù nhất một vị. Những thứ khác thiên đạo, tại chứng đạo lúc trước, hầu như mỗi một vị đều là treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại hầu như từng đều là nho gia thánh nhân tồn tại rất sâu rất sâu treo đến bạo tạc tiếp đó lấy trước kia vài ngày đạo tại treo lên đánh còn chư thiên vạn giới về sau bằng mạnh mẽ tư thế tấn trước thiên đạo chấp trưởng pháp tắc mà hắn ở tránh diện chiến lược bên trên còn không bằng nho gia thánh nhân thậm chí tại trở thành thiên đạo lúc còn bị gặm một cái khiến nó trở thành tất cả thiên đạo bên trong một vị duy nhất có thiếu thiên đạo. Quả cầu kim loại lỏng tại tấn chức thiên đạo về sau, ngay tại tìm kiếm chữa trị bản thân, không chọn vẹn bộ phận, phương pháp. Vừa một tấn chức thiên đạo về sau, hắn liền dùng thiên đạo quyền hành, đem chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều phía trước mấy lần vị thiên đạo lưu lại bảo vật thu tập. Hắn thu tập được thứ hai, thứ ba, thứ sáu thiên đạo một ít bảo vật. Thứ nhất thiên đạo thần bí khó lường, niên đại vô cùng đã lâu, Chư thiên vạn giới bên trong đều không có bất kỳ liên quan tới hắn ghi chép. Quả cầu kim loại lỏng hoài nghi là thứ nhất thiên đạo tại, biến mất, phía trước chủ động theo căn nguyên bên trên xóa đi bản thân hết thảy tin tức. Liên quả cầu kim loại lỏng cũng tìm không thấy bất kỳ cùng hắn có quan hệ sự vật. Đệ nhị thiên đạo, đồng dạng liền tên thật cũng xóa đi. Chẳng qua vị này ngược lại là để lại không ít đồ vật, tỉ như cái kia tại chư thiên vạn giới dạo chơi truyền giáo, mở to mắt con người tinh cầu đây là kiện đạo khí. Cái này đạo khí, quả cầu kim loại lỏng cũng từng kéo qua nghiên cứu qua một đoạn thời gian, chẳng qua không có nghiên cứu ra cái gì thành tựu tới đây. Cái này là kiện vũ khí, hẳn là đệ nhị thiên đạo tại biến mất phía trước, không nỡ đem hắn bị phá hủy, liền đem hắn để lại. Ngoại trừ, mở to mắt con người tinh cầu, bên ngoài, đệ nhị thiên đạo còn để lại không ít con mắt vật thí nghiệm. Từng cái phẩm cấp đều có cao cấp có có thể trưởng thành là kiếp tiên nhãn ma chi vương, cấp thấp có cực hạn nhất phẩm nhãn phao yêu, còn có một chút độc nhãn cự nhân, đáy biển cự nhãn ngụy thần các loại tồn tại. Đó có thể thấy được, đệ nhị thiên đạo hứng thú là con mắt hắn đối với con mắt có đặc biệt sở thích. Sau đó là đệ tam thiên đạo, vị này lưu lưu lại tại thế gian vật phẩm càng nhiều. Quả cầu kim loại lỏng theo một ít trong tư liệu suy đoán ra, cái này đệ tam thiên đạo nên là long loại tư thái tồn tại. Vị này tồn tại ở thế gian đồ vật có, kim liên, tà liên cái này hai kiện đồ vật đã từng là đệ tam thiên đạo, thoát thân chi tác nhưng kế hoạch này rất có thể có chỗ thiếu hụt, đệ tam thiên đạo cuối cùng không có sử dụng kế hoạch này. Tiếp đó còn có hắn hiện tại đang nghiên cứu, quỷ thần, mảnh vỡ. Còn có một chuôi thần thần bí bí, bóng dáng không dấu vết, cửu tu phượng hoàng đao. Mặt khác đệ tam thiên đạo tại nhiệm trong lúc, sáng tạo ra vô số thật lớn không gian nho nhỏ. Những thứ này không gian, đều là hắn thí nghiệm, Kim Liên, Tà Liên kèm theo sản phẩm. Những thứ này không gian đều chỉ có Thiên Đạo có quyền bính mở ra. Về sau, trải qua đằng sau một ít Thiên Đạo tiếp tục hoàn thiện, gia cố, bổ sung, những thứ này thật lớn không gian nho nhỏ đã trở thành Thiên Đạo phòng tối. So sánh với con mắt khống, đệ nhị Thiên Đạo, đệ tam Thiên Đạo càng giống một vị nhà phát minh cùng nhà nghiên cứu. Hắn phát minh cùng nghiên cứu liên quan đến rất nhiều phương diện, là một cái toàn tài thứ tư thiên đạo cùng thứ năm thiên đạo, hầu như không có lưu lại bao nhiêu thứ. Đối với nóng lòng bổ sung bản thân chỗ thiếu hụt quả cầu kim loại lỏng mà nói, thứ tư thiên đạo cùng thứ năm thiên đạo vật lưu lại, không có chút ý nghĩa nào, không có nghiên cứu giá trị. Thứ sáu thiên đạo, đồng dạng là một vị rất tồn tại đặc thù. Hầu như mỗi một vị thiên đạo, đều là hoàn thành treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả về sau, mới thành là thiên đạo. Quả cầu kim loại lỏng mình là một cái ngoại lệ, thứ sáu thiên đạo đồng dạng là cái ngoại lệ, hơn nữa so với quả cầu kim loại lỏng còn muốn ngoại lệ. Theo quả cầu kim loại lỏng nghiên cứu, thứ sáu thiên đạo, thiên đạo vị trí là thông qua giao dịch đổi tới. Không có sai, thiên đạo vị trí còn có thể thông qua giao dịch đổi lấy. Tiếp đó, thứ sáu thiên đạo vật lưu lại, bao gồm ba loại. Một loại là cùng, công nước hệ, có quan hệ tồn tại, trong đó có một chút công nước thể chất sinh vật, có nhất định được nghiên cứu giá trị. Quả cầu kim loại lỏng thiên đạo cầm một ít đến. Thứ nhì là một kiện đạo khí, cái này đạo khí đồng dạng không có gì nghiên cứu giá trị, ngoại trừ có được, đệ nhất thiên hạ, vật lý phi độn tốc độ bên ngoài, cái này đạo khí hoàn toàn không có sử dụng. Đệ tam loại vật phẩm cùng, giao dịch, có quan hệ, đồng dạng không có nghiên cứu giá trị. Thứ bảy thiên đạo, liền là quả cầu kim loại lỏng tiền nhiệm, một vị đột nhiên không muốn chơi, liền tạm rời cương vị công tác thiên đạo. Cái này là cái đầu ngốc. Quả cầu kim loại lỏng đối với chính mình tiền nhiệm là như thế này đánh giá. Quả cầu kim loại lỏng móc ra một thanh trong mắt, đệ nhị thiên đạo vật thí nghiệm, chỉ cần lại cải tiến một chút, có thể cải tạo ra dùng rất tốt cấp dưới. Đem hắn cái này một thanh trong mắt để vào một cái quan tài dụng cụ bên trong. Lấy nhân hình tới đây chế tác hắn, hắn đem trở thành ta, Thiên Đình phương án, dẫn đạo giả. Quả cầu kim loại lỏng đắp lên liễu nghi khí cái nắp. Đang khi nói chuyện, hắn lại trong lòng khẽ động. Nho ra bị phá hủy, là cửu u thế giới cái kia, ta, làm. Quả cầu kim loại lỏng nhẹ nhàng lắc bóng thân, phá hủy nho ra loại sự tình này, hoàn toàn lãng phí thời gian. Có lúc này, còn không bằng thật tốt nghiên cứu một chút nho ra thánh nhân di thể, nhìn xem có thể hay không theo bên trong nghiên cứu ra ít đồ đi ra. Vì vậy, phá hủy nho ra sự tình từ, cửu u thế giới, ta đây đi làm, đúng lúc là xài cho đúng tác dụng xứt lời hắn lại mở ra quan tài dụng cụ theo bên trong một cái nhân hình sinh vật bò lên đi ra cái vị này nhân hình sinh vật trên cánh tay dài khắp tất cả lớn nhỏ con mắt thiên đình phương án mở ra ừ tại khởi động phía trước trước thí nghiệm một chút thiên đình phương án khởi động khả thi quả cầu kim loại lỏng nói cái vị này hình người sinh vật ngơ ngác đứng ở quả cầu kim loại lỏng trước mặt trên người nó có sinh mệnh khí tức có nhịp tim có hô hấp nhưng giống như không có linh hồn khô khan cứng ngắc quả cầu kim loại lỏng đưa tay vung lên đưa hắn đi qua một bước cuối cùng vì thích ứng thiên địa pháp tắc tốt nhất lại trải qua một lần chuyển thế sinh trưởng quá trình nói xong quả cầu kim loại lỏng đưa tay một chút mở ra cánh cửa không gian cái vị này hình người sinh vật bị co lại thành một cái điểm nhỏ đưa vào cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình quan sát quá trình này. Vừa rồi cái kia hai tay mở to mắt con người ra hỏa, không phải viễn cổ thiên đình cái vị kia trường sinh giả sao. Đuổi giết trình lâm cái kia một cái, thế nhưng, hắn không phải bắt yêu nhân sao. Mặt khác, ta nhớ được là ra hỏa này mang theo bắt yêu nhân, phá hủy bích thủy các. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, ra hỏa này, cũng là thiên đạo tạo vật. Quả cầu kim loại lỏng tại làm xong chuyện này về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa đi xử lý thiên đạo chức trách. Bất quá lần này, hắn lúc rời đi, tống thư hàng nhập vào thân, quỷ thần mảnh vỡ cũng không có bị nghiên cứu, cũng không có bị cắt miếng. Tiếp đó, mấy năm trôi qua trôi qua. Quả cầu kim loại lỏng giống như quên mất thiên đình phương án, hạng mục. Mấy năm này bên trong, phòng nghiên cứu bên trong hết thảy đều đình chỉ. Tống thư hàng lại thể nghiệm được hành sinh. Ngoại trừ nhàm chán, còn là nhàm chán. Giờ khắc này hắn vậy mà hoài niệm lên lúc trước bị cắt miếng, bị nghiên cứu thời gian. Tới đây a, à, không muốn thương tiếc ta à, tới đây nghiên cứu ta à. Thật nhàm chán, thật là muốn bị nghiên cứu. Mấy năm này, nhàm chán hắn đang tại vuốt thời gian tuyến. Tiền nhiệm thiên đạo về hưu. Nho ra thánh nhân cùng quả cầu kim loại lỏng tranh đoạt thiên đạo vị trí. Đón lấy, là quả cầu kim loại lỏng tấn trước thiên đạo về sau, rồi lại phát hiện mình có thiếu, bắt đầu kế hoạch lấy bổ sung toàn bộ bản thân chỗ thiếu hụt. Trong lúc, nho ra bị cửu u chúa tể, quả cầu kim loại lỏng san bằng. Tiếp đó, vị kia nghi là hủy diệt bích thủy các, bắt trình lâm, hai tay mở to mắt con ngươi, bắt yêu nhân bị chế tạo ra tới đây. Nếu như nhân vật có thể đúng đấy bên trên, bích thủy các hủy diệt, liền phát sinh trong đoạn thời gian này. Mà, trình lâm tiên tử, một bộ khác phận mảnh vỡ, đã ngủ say tại diệp tư trên thân. Tính ra một chút, những sự kiện này đều tại, 10 năm, bên trong phát sinh. Bích thủy các hủy diệt, chỉ sợ cũng cùng quả cầu kim loại lỏng, thiên đình phương án có quan hệ. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài. Thời gian cực nhanh, Tống Thư Hàng trên thân đã tích bụi, hắn chỉ biết mình tại đây, phòng thí nghiệm, bên trong dạo chơi một thời gian, chỉ sợ đã không kém năm đó thông nương cắm dễ đỉnh núi thời gian ngắn bao nhiêu. Lại là trên trăm năm thời gian. Duy nhất thu hoạch, chỉ sợ liền đạo tâm của bản thân lại kiên định không ít. Cùng với bản thân, tâm vô tạp niệm, trạng thái đạt đến quen tay hay việc tình trạng. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể tiến nhập, ngẩn người, suy nghĩ trống rỗng trạng thái. Loại thời giờ này còn muốn bao nhiêu lâu? Lần này nhập mộng, lúc nào mới có thể chấm dứt? Quả cầu kim loại lỏng có phải hay không đã quên, Thiên Đình phương án rồi hả? Đang lúc lúc này, phòng nghiên cứu môn lại bị mở ra quả cầu kim loại lỏng lăn tiến đến. Trên người nó như trước mang theo lấy thiên đạo uy nghiêm, nhưng lần này trên người nó xuất hiện một chút cơ giới hóa cảm giác. Tiêu hao 107 cái vật thí nghiệm, một cái đều không có thành công. Chẳng lẽ có thể trở thành thiên đình kế hoạch, nhân vật chính, chỉ có thể là đệ tam thiên đạo, quỷ thần, mảnh vỡ. Thế nhưng, quỷ thần mảnh vỡ không thuộc về ta, tai họa ngầm quá lớn, hắn nói khẽ chương 1394 Kim Đan diễn đồ, cấu vẽ thiên đình. Lại thêm đây là đệ Tam Thiên Đạo tác phẩm, coi như là hắn lập đi lập lại phân tích, giải phẫu nghiên cứu nhiều năm, cũng không cách nào cam đoan cái này khối quỷ thần mảnh vỡ bên trong có hay không có đệ Tam Thiên Đạo lưu lại dấu tay, cửa sau các loại đồ vật. Nghiên cứu nhà phát minh tại ý nào đó lên cùng tên điên là có thể hoa lên ngang bằng, không muốn khinh thường bọn hắn phát rổ mức độ. Vì vậy nếu quả thật muốn lấy cái này mảnh vụn vì thiên đình kế hoạch, vật dẫn, cũng nhất định phải cộng một cái chủ đạo ý thức. Quả cầu kim loại lỏng bên trên, có một đôi cánh tay kéo dài đi ra, đặt tại quỷ thần mảnh vỡ, chỗ dụng cụ phía trên. Dụng cụ cái chụp bị mở ra, tống thư hàng làm cho nhập vào thân, quỷ thần mảnh vỡ, bị quả cầu kim loại lỏng thiên đạo cầm đi ra. Nếu như không có tấn chức thiên đạo lúc trước, ngược lại là có thể theo trên người mình cắt một bộ phận đi xuống, dung nhập quỷ thần mảnh vỡ, bên trong, trở thành quỷ thần mảnh vỡ ý thức chủ đạo thể. Nhưng trở thành thiên đạo về sau, nhục thân trở thành bất hủ thân thể, căn bản không cách nào thiết cắt. Quả cầu kim loại lòng thiên đạo phiền muộn nói. Rõ ràng, phân chia hóa lòng nhục thân là thiên phú của nó kỹ năng, nhưng trở thành thiên đạo về sau, bởi vì thiên đạo bất hủ, tính chất, coi như là hóa lỏng thân thể, cũng không cách nào bị phá hư mảy may. Không cách nào thiết cắt, không cách nào phân chia thì cứ như vậy, hắn đắc ý nhất một cái thiên phú năng lực, bị phế sạch. Vì vậy, chỉ có thể làm như vậy, quả cầu kim loại lòng thiên đạo nắm lên, quỷ thần mảnh vỡ theo hắn hình cầu trên thân thể lộ ra há miệng. Tống thư hàng trong lòng vọt lên một loại không ổn dự cảm. Sau một khắc, quả cầu kim loại lỏng một cái liền đem, quỷ thần mảnh vỡ cho nuốt xuống. Này, không phải nói cấp cho, quỷ thần mảnh vỡ, thêm cái chủ đạo ý thức bảo hiểm sao? người trực tiếp đem hắn nuốt vào là làm gì đó, biến thành cứt lại lôi ra tới sao. Khá tốt, quả cầu kim loại lỏng không có kéo cứt thói quen. Hoặc là nói, hắn khả năng căn bản không có chức năng này. Quỷ thần mảnh vỡ, bị nuốt vào trong bụng về sau, liên tiếp tiếp thụ lấy tới đây từ quả cầu kim loại lỏng thiên đạo, pháp tác lực lượng cải tạo. Mặc dù là đệ tam thiên đạo, tạo vật, nhưng quỷ thần mảnh vỡ đã nghiền nát, cưỡng ép cải tạo hắn lại là đương kim thiên đạo, quỷ thần mảnh vỡ không có lực chống cự, bị đương kim thiên đạo lực lượng không ngừng xâm nhập, xuyên tạc. Quá trình này rằng có thời gian rất dài. Dù sao cũng là thiên đạo tạo vật, là cung cấp một tiền bối khác sáng tạo đồ vật, cải tạo cũng cần một chút thời gian. Tống Thư Hàng không biết lúc này cụ thể rằng có bao lâu. Dù sao cái này không phải là cái gì hồi ức tốt đẹp, so với bị cự thú nuốt xuống bụng tiêu hóa cảm giác còn khó chịu hơn. Tiếp đó, rốt cuộc có một ngày, Tống thư hàng nhập vào thân, quỷ thần mảnh vỡ bị quả cầu kim loại lỏng phun ra. Vốn chỉ là một đoàn nhỏ u linh trạng thái, bị nhổ ra về sau, rồi lại bay nhanh biến hóa. Trong nháy mắt, u linh biến thành một vị cao lớn nam tử. Đẹp trai tuấn mỹ, hơn nữa lớn lên rất có làm cho người tin phục lực lượng. Đây là một cái trời sinh thủ lĩnh loại hình nam tử tạo hình. Quỷ thần mảnh vỡ nguyên bản vì giống cái, nhưng mà trải qua ta cải tạo tự nhiên muốn sửa đổi thiết lập, hóa mái vì trống Quả cầu kim loại lòng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, hắn đối với quỷ thần mảnh vỡ biến thành nam tử trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta, thiên đình phương án, chủ đạo người. Nếu là thiên đình lời nói, ngươi làm xương đế, ừ, thiên đế đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên đế. Thiên đế, tống thư hàng nội tâm không tự chủ được chấn động một chút. Thiên đế không phải vị nữ đế sao? tại sao sẽ lấy nam tử hình thái xuất hiện? Hay hoặc là nói, hiện tại vị này, nam tử, thiên đế cùng hắn lý giải cái kia tôn cũng không phải cùng một người. Quả cầu kim loại lỏng mỉm cười, người rất khiếp sợ. Không hổ là đệ tam thiên đạo tạo vật, coi như là vẻn vẹn là một khối mảnh vỡ, cũng có thể diễn hóa xuất độc lập ý thức. Chẳng qua, từ giờ trở đi, người đem trở thành ta một bộ phận. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm ứng được nhập vào thân, quỷ thần mảnh vỡ, chấn động lên, quỷ thần mảnh vỡ đứng thẳng thân thể cung kính đứng ở quả cầu kim loại lỏng bên người trong cơ thể của nó sinh ra một cái hoàn toàn mới ý chí lấy quả cầu kim loại lỏng làm chủ ý chí cùng lần trước đem hai tay dài khắp con mắt cấp dưới ném vào đến không gian đi chuyển thế tống thư hàng nhập vào thân quỷ thần mảnh vỡ đồng dạng bị quả cầu kim loại lỏng thiên đạo ném vào đến cái cánh cửa không gian bên trong tiến hành đầu thai thao tác nơi đây chuyển thế cùng chuyện thần thoại xưa bên trong lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai khác biệt đây là thiên đạo lợi dụng quyền lợi của mình lại để cho quỷ thần mảnh vỡ lẫn vào hiện thế chẳng khác gì là cho nó nhập cư trái phép hành vi đắp lên một cái hợp pháp dấu hiệu tống thư hàng đối với chuyển thế quá trình rất có hứng thú trực giác nói cho hắn biết cái này có lẽ ẩn chứa phục sinh kỹ thuật huyền bí nếu như có thể kỹ càng hiểu rõ cái này, chuyển thế quá trình, tương lai hắn nói không chừng có thể lái được phát ra thuộc về mình, phục sinh pháp như vậy mạng nhỏ an toàn độ liền tăng lên nhiều cái cấp bậc. Tiếc núi chính là, chuyển thế toàn bộ hành trình, hắn đều ở vào màn hình đen trạng thái, có thể cảm ứng được vùng phạm vi một mảnh hắc ám. Thật vất vả theo, hắc ám, giới diện bên trong khôi phục lại thời gian, nội dung cốt truyện đã đã tiến hành đoạn lớn nhảy. Thiên đế, đã trưởng thành là 6 tuổi thiếu niên. Đã lâu, nhập mộng thời gian nhảy. Nếu như lúc này nhảy, phát sinh ở hắn bị không ngừng nghiên cứu, giải phẫu trong quá trình, nên có bao nhiêu thật. Mặt khác, ta lần này nhập mộng đối tượng, không phải Trình Lâm tiên tử, mà là Thiên đế sao? Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như nhập mộng chính là trời đế, cái kia nhập mộng môi giới là viên kia đế châu. Làm Thiên đế, 6 tuổi về sau, một vị sinh ra trọng đồng quái nhân tìm tới tận cửa rồi, mang đi Thiên đế thu hắn làm đồ đệ, dẫn dắt hắn đi đến con đường tu luyện. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Mỗi lần, nhập mộng, thời gian, thu hoạch lớn nhất ngay tại ở công pháp. Nhập mộng không phải hiện thực, có thể mang về chỉ là có kinh nghiệm cùng tri thức. Đạo tâm cùng công pháp là mỗi lần, nhập mộng, bên trong lớn nhất bảo tàng. Thiên đế quá trình tu luyện, đây quả thực là một cái to lớn mỏ vàng. Vị kia tìm đường sống, trọng đồng, quái nhân, bắt đầu dạy bảo thiên đế một bộ luyện thể pháp. Chư thiên vạn giới, vô luận là tu chân hệ, thánh quang hệ, ma pháp bên cạnh, phu sư đạo, thú tu, mà đạo vô luận là loại nào tu luyện cách, cảnh giới thứ nhất đều cơ bản giống nhau. Đó chính là mở ra thể tắc khiếu huyệt quá trình, rèn luyện thân thể, kích hoạt trong cơ thể năng lượng. Như chân khí, thánh quang, phu lực, ma lực, thú khí một đám lực lượng. Quái nhân dạy bảo thiên đế chính là tu chân hệ thối thể pháp. Bởi vì quả cầu kim loại lòng thiên đạo kế hoạch, thiên đình phương án lấy tu chân hệ làm căn cơ mở rộng. Lại thêm, quỷ thần, mảnh vỡ, cũng là tu chân hệ kết quả. Thiên đế tu luyện, thối thể pháp, là quái nhân chuyên vì thiên đế lượng thân chế tạo công pháp. Tống thư hàng bằng vào, nhập mộng, trạng thái, đem bộ này thối thể pháp triệt để nắm giữ, nhưng tinh tế nhớ lại lời nói. Phát hiện bộ này, thối thể công pháp, giá trị còn không bằng kim cương cơ sở quyền pháp tới đây có tác dụng. Kim cương cơ sở quyền pháp chính là tu chân giới đều có tên thối thể công pháp, dùng thích hợp tính cực lớn. Mà Thiên đế, thối thể pháp giới hạn với hắn bản thân sử dụng, chuyển giao cho những người khác lời nói, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Trừ phi có thể tìm tới một cái thể chất cùng Thiên đế giống như đúc người. Thối thể, kích hoạt trong cơ thể khiếu huyệt, đột phá đến nhị phẩm cảnh giới, thiếu niên Thiên đế xài chung 20 ngày trái phải thời gian. Lợi hại cái thành tích này gần với nhau ra rất sâu thánh nhân. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Rất sâu thánh nhân dùng nửa tháng 15 ngày thời gian, đột phá cảnh giới, tấn chức nhị phẩm, thiên đế dùng nhiều năm ngày thời gian. Đột phá nhị phẩm về sau, thiên đế tu luyện quái nhân truyền thụ cho đến tiếp sau công pháp. Đồng dạng là vì thiên đế lượng thân chế tạo công pháp, không có tên, nhìn qua cũng không có đặc thù thuộc tính. Thắng tại chân khí mức độ khổng lồ. Hai năm sau thiên đế làm gì chắc đó, tại 8 tuổi lúc, đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Ừ, thiên phú so ra kém nhau ra thánh nhân, thánh nhân một bước này chỉ dùng một năm thời gian, tống thư hàng theo bản năng đem, thiên đế cùng nhau ra thánh nhân tiến hành đối lập. Bởi vì theo tu chân giới trong lịch sử ghi chép đến xem, thiên đế cảnh giới không sai biệt lắm cũng đạt tới nho ra thánh nhân độ cao. Chẳng qua, thiên đế không có giống nho ra thánh nhân như vậy, treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả, vì vậy tại mọi người trong suy nghĩ, cho là hắn yếu lược yếu hơn nho ra thánh nhân một chút. Nhưng không thể nghi ngờ, cả hai là cùng cấp bậc tồn tại. Hắn không có đem, thiên đế, cùng mình đối lập. Bởi vì kinh nghiệm của hắn thật sự hiếm thấy, không có gì có thể so sánh tính. Tấn chức nhị phẩm về sau, thiên đế lại bắt đầu buồn tẻ quá trình tu luyện. Ngày tu, đêm tu, gặm đan dược, tiếp tục ngày tu, đêm tu. Lại qua 4 năm về sau, Hắn tấn chức tứ phẩm cảnh giới. Tiếp đó lại dùng 5 năm thời gian, thành công ngưng tụ cửu Long Văn Kim Đan, tấn chức ngũ phẩm linh hoàng. Tại tấn chức ngũ phẩm linh hoàng lúc trước, hắn thậm chí không có tu luyện một cái pháp thuật, ngoại trừ cơ sở thối thể quyền pháp bên ngoài, hắn không có tu luyện một cái võ kỹ. Nhập mộng trạng thái tống thư hàng khe khẽ thở dài. Thiên đế, công pháp, hắn đều một mực nhớ kỹ, nhưng công pháp này giá trị không cao, có thể nói là thiên đế chuyên trúc công pháp tính chất biệt lập quá mạnh mẽ. Tống Thư Hàng coi như là đã nhận được công pháp, cũng không cách nào đem hắn truyền thụ cho đệ tử của mình truyền thụ thiên đế chuyên trúc công pháp, hiệu quả vẫn còn so sánh không lên trong tay hắn, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tới đây cho lực lượng. Vì vậy, ngoại trừ thể nghiệm thiên đế theo nhất phẩm tu luyện tới ngũ phẩm quá trình, tăng không ít kinh nghiệm bên ngoài, hắn không có quá nhiều thu hoạch. Kỳ thật nhất định muốn nói lời, thiên đế theo nhất phẩm tu luyện tới ngũ phẩm quá trình, với ta mà nói càng đủ quý giá." Tống thư hàng nói thầm. Hắn theo nhất phẩm tấn thăng đến hôm nay ngũ phẩm linh hoàng, trước sau tổng cộng chỉ dùng gần 5 tháng. Hắn đạo tâm, thể chất, công pháp đều không có vấn đề, nhưng tấn cấp đột phá quá nhanh, đều khiến hắn có loại không thực tế cảm giác. 5 tháng trước, hắn còn là phổ thông sinh viên. 5 tháng sau, hắn đã là tại tu chân giới đều tính một phương cao thủ, ngũ phẩm linh hoàng coi như là gia nhập vào phổ cực ma tông, dạng này trong đại môn phái đều có thể trở thành thực quyền phong chủ. Giống như Nguyệt Đao tông, cái loại này môn phái nhỏ tông chủ cũng chỉ vẹn vẹn có tứ phẩm cảnh giới. Hiện tại gặp gỡ Nguyệt Đao tông tông chủ bảo đao phách toái nguyên chủ nhân, Tống thư hàng một tay có thể làm lật hắn. Mà bây giờ, mượn nhờ thiên đế vài chục năm tu luyện trải qua, Tống thư hàng trong lòng cái loại này không thực tế cảm giác đều rút đi. Hắn nguyên bản chính là bảo đao mà cái này hơn 10 năm trải qua, lại để cho hắn chuôi này bảo đao mài càng thêm sắc bén. Ngũ phẩm cảnh giới về sau, cái kia, trọng đồng, quái nhân liền rời đi, thiên đế. Quái nhân này vốn là quả cầu kim loại lỏng thiên đạo thất bại vật thí nghiệm, nhiệm vụ chủ yếu liền là dẫn dắt thiên đế tấn chức ngũ phẩm. Ngũ phẩm sau đó, thiên đế trong cơ thể che giấu lực lượng thức tỉnh, tại hắn, chuyển thế, thời điểm, bị tầng tầng phong ấn lực lượng, bắt đầu bỏ niêm phong. Trong phong ấn lực lượng có hai bộ phận, thứ nhất là quỷ thần mảnh vỡ, lực lượng. Thứ hai là quả cầu kim loại lòng thiên đạo khác ở mảnh vỡ bên trong xem như chủ đạo ý thức, lực lượng. Cái này hai loại lực lượng hóa thành một thể, bắt đầu vì thiên đế quán thâu truyền thừa, dẫn dắt sứ mạng của hắn. Tân chức ngũ phẩm phía sau thiên đế, tại đà tọa tu luyện bên trong, bắt đầu tiếp xúc đến trong cơ thể hắn che giấu lực lượng. Tiếp đó, thiếu niên thiên đế bị dẫn vào đến ý thức không gian ở chỗ sâu trong, ý thức trong không gian, có một thanh âm bắt đầu hướng thiếu niên thiên đế truyền pháp. Ngũ phẩm cảnh giới, là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Ngưng tụ ra kim đan về sau, trên đan long văn số lượng, quan hệ đến một vị tu luyện giả tương lai có thể tấn thăng đến một bước kia. Tới một bước, kim đan diễn đồ, đồng dạng quan hệ lấy tu luyện giả mạnh yếu. Kim đan đệ nhất cảnh thực kim đan. Ngưng tụ kim đan về sau, tu sĩ dựa theo bản thân, bản tâm, tại trên kim đan đồ án. Mỗi một vị tu sĩ bản tâm khác biệt, coi như là tu luyện công pháp giống nhau, vẽ ra tới đây bức vẽ cũng là hoàn toàn bất đồng, về sau kim đan mạnh yếu cũng sẽ có điều khác biệt. Chính là bởi vì cùng bản tâm có quan hệ, vì vậy cảnh giới kim đan tu sĩ đối với đạo tâm rất coi trọng. Tại cấu vẽ kim đan đồ án lúc trước, sẽ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội tôi luyện đạo tâm. Kim đan diễn đồ mỗi một bút, mỗi một vẽ, viết không hối hận, không có sửa chữa cơ hội mặc dù không có căn cứ, chẳng qua đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng, kim đan cấu đồ, lên đồ án càng phức tạp, tu sĩ sức mạnh liền sẽ càng mạnh. Làm kim đan diễn đồ, triệt để sau khi hoàn thành, ngũ phẩm tu sĩ trong cơ thể, thực kim đan, sẽ được gọt rũa càng mượt mà, càng ngưng thực. Đem kim đan hóa thành từ kim màu sắc, đây là kim đan đệ nhị cảnh từ kim đan. Trong đó, kim đan diễn đồ cuối cùng một bút, thực tế trọng yếu. Đây là bước vẽ thành phía trước vẽ rồng điểm mắt một bút, cho đến kích hoạt cả tấm kim đan diễn đồ công hiệu. Một nửa trở lên ngũ phẩm tu sĩ không cách nào tấn cấp, liền là kẻ tại kim đan cấu đồ cuối cùng một bút bên trên. Cũng không bọn hắn không nghĩ viết, mà là bọn hắn không thể nào hạ bút. Thiếu khuyết cuối cùng cái kia một chút linh quang cùng ngộ tính. Tống thư hàng lúc này liền ở vào kim đan diễn đồ giai đoạn. Trong hiện thực, hắn vừa mới tấn chức không lâu, còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đi cấu vẽ kim đan của mình đồ án hắn cũng không vội, nguyên bản hắn chuẩn bị dùng mấy lần tháng ổn định cảnh giới của mình cùng đạo tâm, sau đó lại nếm thử kim đan cấu đồ. Mà bây giờ, hắn nhập vào thân tại thiếu niên thiên đế, trên thân thời gian, tự mình cảm nhận được kim đan diễn đổ quá trình. Ý thức trong không gian, cái kia truyền thừa thanh âm, dẫn dắt đến thiếu niên thiên đế, tại trên kim đan khắc đồ án. Đồ án chính giữa, là một tòa to lớn cung điện. Đó là thiên đình hạch tâm cung điện lấy tòa cung điện này vì khởi điểm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra, từng tòa kiểu dáng khác biệt cung điện đồ án xuất hiện ở thiếu niên thiên đế trên kim đan. Kim đan diễn đồ thiên đình. Thiên đế theo nhất phẩm đến ngũ phẩm, tu luyện công pháp lớn nhất đặc sắc liền là năng lượng khổng lồ. Hắn có đầy đủ linh lực, treo chống lấy mình ở trên kim đan khắc minh mông kết cấu. Cái này xoái phát nổ, Tống Thư Hàng nói thầm. chương 1395, thể nghiệm tử vong tàn khốc đi, thiếu niên. Bởi vì, nhập mộng trạng thái thiên đế kim đan thiên đình bước vẽ trình tự cũng bị Tống Thư Hàng ghi xuống. Nếu như Tống Thư Hàng nói muốn, chờ hắn trở về hiện thế, có thể tại kim đan của mình bên trên vẽ ra một bộ không sai biệt lắm kim đan thiên đình bước vẽ tới đây. Dù sao hắn hoàn mỹ đã trải qua thiên đế theo nhất phẩm tu luyện tới ngũ phẩm kỹ càng quá trình. Thiên đế, tâm cảnh thiên đế trải qua, thiên đế lấy được công pháp truyền thụ cùng tu luyện chi thức, Tống Thư Hàng toàn bộ thể nghiệm qua. Nếu muốn bắt trước lời nói, trừ đi hắn bản thân kinh nghiệm, đạo tâm can thiệp nhân tố về sau, hắn dám cam đoan bản thân ít nhất có thể bắt trước 70% trở lên tương tự mức độ. Không chỉ như vậy, bởi vì hắn bản thân phong phú hơn kinh nghiệm, mấy trăm năm đạo tâm, chết một lần lại một lần quý giá thể nghiệm, hắn vẽ thiên đình biết càng thêm hoa lệ, càng thêm phức tạp. Phỏng chế có thể so sánh chính phẩm càng hoa lệ, liền hỏi ngươi có sợ không? Lúc này, thiên đế đã nhất cỗ tác khí, tại trên kim đan hoàn thành 99% kim đan diễn đồ. Một tấm hoa lệ, thiên đình bức vẽ, xuất hiện ở hắn trên kim đan, chỉ kém cuối cùng một bút. Mặt khác ngũ phẩm tu sĩ, muốn dùng 10 năm, mấy trăm năm, thậm chí muốn dùng hơn 1.000 năm thời gian, tới đây một chút cấu vẽ kim đan của mình đồ án. Kim đan cấu đồ quá trình, viết không hối hận, mà, đạo tâm, là có thể thông qua tôi luyện không ngừng tăng cường theo ngũ phẩm tu sĩ nói tâm biến hóa, kim đan đồ án cuối cùng thành bức vẽ, chi tiết cũng ở đây không ngừng cải biến. Nhất cố tác khí hoàn thành kim đan cấu đồ nghe rất xoái, nhưng ở trên kim đan vẽ kỹ thuật đạo tâm cũng không có đạt tới hoàn mỹ nhất dưới tình huống, theo giai đoạn hoàn thành kim đan cấu đồ là lựa chọn tốt nhất. Lui thêm bước nữa tới đây giảng, đại bộ phận tu sĩ, linh lực đều không thể trèo chống bọn hắn nhất cố tác khí hoàn thành kim đan cấu đồ, loại này thao tác phương pháp quá xa xỉ chút ít thiên đế hoàn thành 99% kim đan cấu đổ về sau, theo bế quan trong trạng thái đứng lên. Một bước cuối cùng, thiếu niên thiên đế nói khẽ bởi vì theo 6 tuổi mà bắt đầu tu luyện, hắn sinh trưởng trạng thái cũng bị thật lớn chỉ hoãn. Lúc này ngũ phẩm cảnh giới hắn, thoạt nhìn tựu như cùng 12-13 tuổi thiếu niên thông thường. Cái này kim đan cấu đổ cuối cùng một bút, coi như là hắn có được, quỷ thần mảnh vỡ truyền thừa cũng không cách nào một hơi hoàn thành. Cuối cùng một bút, ngoại trừ cần thiên phú, bên ngoài, còn cần duyên cùng lĩnh ngộ, không phải đơn thuần, bế tử quan có thể hoàn thành. Một vị, không long văn, đại năng ngoại trừ. Bởi vì cảm giác mình kim đan không có long văn, ngại ngùng đi ra gặp người, vậy là dứt khoát bế cái tử quan, một hơi theo ngũ phẩm bế quan đến lục phẩm mới xuất quan. Loại chuyện này, chư thiên vạn giới cũng liền đã xảy ra như vậy một lần. Nói lên, đốn ngộ, lời nói, không có gì so với, đối mặt tử vong, càng có thể làm cho người kích phát tiềm năng tiến nhập đốn ngộ được rồi, ta cũng cần thí luyện, cần đi tìm tử vong cơ hội. Thiếu niên thiên đế nói, Tống Thư Hàng, lời này nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng phiên dịch tới tiềm ẩn ý tứ liền là không có so sánh chết cùng tự tìm cái chết càng có thể kích thích nhân thể tiềm năng. Tam lãng tiền bối bị cho rằng là cửu châu nhất hào quần, trong rất có tiềm lực thành viên, có phải hay không là bởi vì hắn thường xuyên tìm đường chết, kích phát tiềm năng của mình. Chẳng qua, ta muốn đi đâu tìm kiếm, tử vong cơ hội. Thiên đế nói, bởi vì trọng đồng quái nhân đã rời đi thiếu niên thiên đế, thiên đế không có một cái nào người dẫn đường cùng sư phụ nhân vật, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đúng rồi, thời điểm này có thể hướng, thần, cầu nguyện. Thiếu niên thiên đế nhãn tình sáng lên nói. Cũng không biết thiếu niên thiên đế tại 6 tuổi phía trước trong thời gian, bị quán thâu cái gì tư tưởng cũng đã tấn chức ngũ phẩm linh hoàng, lại vẫn biết hướng, thần, cầu nguyện, cái này não đường về. Quả thực hiếm thấy. Đoạn thời gian kia, đúng là tống thư hàng, nhập mộng nhảy thời gian. Thiếu niên thiên đế chặp lại hai bàn tay, trong miệng bắt đầu cầu nguyện. Thần A mời nói cho ta biết muốn làm sao đi tìm, đối mặt tử vong cơ hội. Thiếu niên thiên đế nói như thế. Nhưng mà, cũng không có vị nào thần minh đáp lại, thiếu niên thiên đế cầu nguyện trên thế giới này mặc dù có có thể so với thần linh thiên đạo tồn tại đồng thời trường sinh giả cử phẩm kiếp tiên tới một mức độ nào đó được xưng là là thần minh cũng không thành vấn đề nhưng hiện tại không có vị nào đại lão nhàn dỗi nhàm chán đáp lại thiếu niên thiên đế Ồ, là cầu nguyện của ta chưa đủ thành kính sao thiếu niên thiên đế nói thầm suy tư sau một lúc lâu thiếu niên thiên đế đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy muốn tế phẩm a Hướng thần cầu nguyện lời nói, đầu tiên cần tế phẩm. Sau đó lại chơi đùa cái tế đàn, mới có thể cùng thần hai bên tiến hành đối thoại. Tiếp đó, thiếu niên Thiên Đế vui vẻ chạy ra đi, tìm kiếm tế phẩm đi. Tống thư hàng, vị kia trọng đồng quái nhân ngoại trừ tu luyện, phương diện tri thức bên ngoài, sẽ không lại truyền thụ thiếu niên Thiên Đế những vật khác. Có lẽ theo trong cơ thể hắn, phong ấn, một chút cởi bỏ, hắn có thể theo quỷ thần mảnh vỡ. Cùng với quả cầu kim loại Lòng Thiên Đạo, lưu lại chủ đạo trong ý thức truyền thừa đến phong phú tri thức. Nhưng liền trước mắt mà nói, hắn ở phương diện này là một cái thuần túy tiểu bạch. Thiếu niên Thiên Đế chạy băng băng đi ra ngoài, tại trong núi rừng đuổi theo. Hắn ngắt lấy đến một ít quý giá thiên tài địa bảo loại thiên tài địa bảo này tại viễn cổ thời đại cũng không hiếm thấy. Tại ngắt lấy thiên tài địa bảo đồng thời, hắn còn thuận tay đem thủ hộ thú bắt lại đến. Tuy rằng không có tu luyện qua pháp thuật nhưng ngũ phẩm cảnh giới cộng cơ sở thối thể quyền pháp, cũng đầy đủ hắn ăn hiếp những thứ này chỉ có tam phẩm trái phải thủ hộ thú. Trở lại bản thân bế quan chỗ về sau, thiếu niên thiên đế dùng thạch đầu đống lên một cái tế đàn, lại đem thiên tài địa bảo cùng cột chắc thủ hộ linh thú ném tới trên tế đàn. Thần Minh A, à, ta ở chỗ này hướng người cầu nguyện, mời chỉ dẫn ta kế tiếp phương hướng. Ta cũng cần biết rõ, đối mặt tử vong, cơ hội. Tốt nhất là rời ta tương đối gần, bởi vì quá xa lời nói, ta sẽ tìm không đến phương hướng. Thiếu niên thiên đế vẻ mặt thành thật. Hình tượng này, tuyệt đối là tương lai, thiên đế, khắc lịch sử. Hơn nữa, thật đáng tiếc, phụ cận cũng không có đi ngang qua kiếp tiên đại lão cùng trường sinh giả đại năng. Quả cầu kim loại lỏng thiên đạo cũng không biết vì sao, không có trả lời thiếu niên thiên đế cầu nguyện. Theo lý, cái này, thiên đình phương án, kế hoạch, đối với quả cầu kim loại lỏng thiên đạo mà nói là rất trọng yếu một khâu, hắn sẽ phải thường xuyên chú ý thiếu niên thiên đế mới đúng. Nhưng hắn cũng không đáp lại, thiếu niên thiên đế. Thì cứ như vậy, thiếu niên ở trước mắt thiên đế lại lặp đi lặp lại đã tiến hành ba lượt hắn cho rằng thành kính tế điển, như trước không thu hoạch được gì. Kỳ quái, rốt cuộc là cái nào trình tự xảy ra vấn đề. Thiếu niên thiên đế ngồi xếp bằng, nghi ngờ nói: Bởi vì ngươi không có tìm đường chết thiên phú, tìm đường chết loại chuyện này sao có thể hướng người khác hỏi thăm? loại chuyện này có lẽ muốn phát ra từ nội tâm mới đúng. Tỷ như tam lãng tiền bối tìm đường chết, tự nhiên không chế tạo, là tìm đường chết cảnh giới cao nhất. Tống Thư Hàng tại nội tâm đậu đen rau má nói. Làm hắn đậu đen rau má xong, thiếu niên thiên đế đột nhiên trên mặt đất lộn một cái, nhanh chóng nhảy lên, là thần sao, người nghe được cầu nguyện của ta à nha. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ thật sự có đi ngang qua kiếp tiên cùng trường sinh giả đại lão, hay hoặc giả là thiên đạo bản thể tại trả lời thiếu niên thiên đế. Thế nhưng, thần A tìm đường chết thiên phú là vật gì, cần từ đâu đi đạt được? Thiếu niên thiên đế lại hỏi. Tống Thư Hàng, thần, ít nhất mời giải thích một chút tìm đường chết là vật gì? Thiếu niên thiên đế lại hỏi. Tống Thư Hàng, chờ chút, chẳng lẽ thiên đế cũng cùng xích tiêu tử đạo trưởng, nhau ra rất sâu, cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa năng lực hắn tiến hành giao lưu lúc này thiên đế chỉ là ngũ phẩm sức mạnh đi, có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Nếu không thử xem, Tống Thư Hàng nói, tìm đường chết, là một loại tên là tam lãng bệnh virus. Có rất đáng sợ lây bệnh tính, nếu như người thật nghĩ nếm thử tìm đường chết, vậy đi chỗ đó cao nhất trên ngọn núi, phòng ấn linh lực của mình, dùng sức nhảy đi xuống. Tín ngưỡng nhảy, tại đáp xuống trong quá trình, người đem thể nghiệm đến, tử vong, tới gần cảm giác. Ta hiểu được, thiên đế nói. Vậy là, thiếu niên thiên đế hưng phấn đứng lên, hướng phụ cận cao nhất ngọn núi chạy tới. Đó là một chỗ thẳng tắp phách núi, té xuống tuyệt đối có thể làm cho người thịt nát xương tan cái chủng loại kia. Thiên đế hít sâu một hơi, tiếp đó hắn bắt đầu phong ấn linh lực của mình. Tại phong ấn bản thân linh lực trong quá trình, thiếu niên thiên đế cảm giác đặc biệt hiếu kỳ, ồ, vì cái gì ta biết phong ấn linh lực biện pháp? Ta chưa từng học qua ha. Thế nhưng, phảng phất như là bản năng, Hắn chỉ là nghĩ muốn phong ấn linh lực của mình, trong đầu liền xuất hiện phong ấn linh lực phương pháp. Đây hết thảy đều không là vấn đề, Thiếu niên Thiên Đế hét lớn một tiếng, thả người hướng sơn cốc nhảy xuống. Tại nhảy xuống trên đường, Thiếu niên Thiên Đế bản thân cảm ứng được tử vong. Cái này là tử vong cảm giác sao? Trong cơ thể ta giống như có đồ vật gì đó đã thức tỉnh. Thiếu niên Thiên Đế nói khẽ. Hắn cảm giác mình tựa hồ có một chút nắm chắc cùng đốn ngộ có thể đi vẽ kim đan diễn đồ cuối cùng một bút. Không sai biệt lắm, ta có thể dừng lại. Thế nhưng, hắn không biết dừng lại biện pháp, hắn liền ngự kiếm phi hành đều làm không được đúng rồi, hắn liền bản mệnh pháp khí cũng còn không có luyện chế. Oanh! Trẻ tuổi thiên đế rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái siêu cấp lớn hố. Bởi vì linh lực toàn bộ bị phong ấn, hắn hoàn toàn là dựa vào ngũ phẩm linh hoàng nhục thân tại ngạnh kháng theo trên vách đá rơi xuống trùng kích trẻ tuổi thiên đế thổ huyết tay phải run rẩy chụp vào trước người thổ địa muốn theo hố bên trong chui ra đi hắn đem hết toàn lực bò lên hai bước tiếp đó đầu hắn nghiêng một cái đã hôn mê tống thư hàng ánh mắt đồng dạng một đen không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này vì cái gì hắn liền là không hiểu hắn hiện tại phụ thân vào thiên đế trên thân bản thân cảm thụ được thiên đế trải qua hết thảy hắn cảm nhận được thiên đế tự phong linh lực phía sau suy yếu, hắn cảm ứng được thiên đế theo trên vách đá rớt xuống kiên định. Còn có cái kia làm cho người ta tuyệt vọng nhảy cầu thể nghiệm. Cuối cùng, thiên đế nhục thân va chạm mặt đất thời gian, phản hồi tới cái loại này trùng kích thương tổn, tống thư hàng cũng chiếu đơn toàn bộ thu. Chết rồi, chết rồi. Tống thư hàng ý thức cũng đã hôn mê. Làm tống thư hàng lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện mình đã theo, nhập mộng trạng thái, bên trong tạm thời chấm dứt. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một loại dự cảm lần này, nhập mộng chỉ sợ còn chưa kết thúc. Hy vọng cảm giác ta bị sai đi. Hắn thật sự không quá muốn cùng, thiên đế, nhấc lên quá nhiều khốn quả. Mặt khác, liên quan tới quả cầu kim loại lòng thiên đạo thiên đình phương án một chuyện, có cơ hội muốn đi cùng bạch tiền bối nói một chút. Luôn cảm giác cái này, thiên đình phương án còn chưa kết thúc bộ dạng đặc biệt là thiên đế lại lấy nữ tử hình thái trùng sinh. Tuy rằng viễn cổ thiên đình bị hủy, nhưng cái này thiên đình phương án sẽ không còn có kéo dài đi. Người tỉnh rồi, bên tai truyền đến Bạch Long tỉ tỉ cái kia thanh âm ôn nhu. Tống Thư Hàng khẽ xoay đầu lại, liền thấy Bạch Long bao vây lấy tô thị A thập lục thân ảnh, A thập lục vẫn còn tiến hóa trạng thái hôn mê. Mà hắn cũng bị công đức xà mỹ nhân bảo hộ trong ngực. Ta ngủ bao lâu, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này đây, nhập mộng, thể xác và tinh thần đều mệt, mấy trăm năm bị nghiên cứu sinh hoạt rõ mồn một trước mắt, so với thông nương lần kia còn muốn làm người tuyệt vọng. Tiếp cận cả ngày, nếu như tính ngoại giới thời gian, hôm nay đã là mùng 5 tháng 10. Bạch Long tỷ tỷ Ôn Nhu nói. Mùng 5 rồi hả, thật nhanh, mùng 7 liền là biệt Tuyết Tiên tử thực tiên yến, ta mong đợi hơn nửa năm, có thể không muốn bỏ qua. Chúng ta còn không có tìm được cửa ra sao? Tống thư hàng hỏi đã đã tìm được, Bạch Long tỷ tỷ cười nói, vừa tìm được. sứt lời, Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu khẽ một nhô lên, lòng giác đẩy ra cánh cửa không gian. Sau một khắc, nàng mang theo tống thư hàng cùng Tô thị A thập lục, trở về lúc trước thí luyện chi địa, không gian. Thí luyện chi địa cửa ra, vẫn tồn tại siêu quy cách lực lượng sau khi va chạm uy lực còn lại, bốn phía linh lực ở vào thô bạo trạng thái, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Vũ Nhu Tử mệt mỏi co lại thành một đoàn, tóc dài màu đen trải tại nàng trên người mình, đang ngủ say. Thấy Vũ Nhu Tử bình an vô sự về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đáp xuống đầy đất, một lần nữa tế ra, tôm Hùng thần chiến xa đem Vũ Nhu Tử ôm lấy, phóng tới trên xe. Lại đem A Thập Lục tiếp nhận, phóng tới Vũ Nhu Tử bên cạnh. Kế tiếp, là lúc rời đi bí cảnh, Tống Thư Hàng nói. Thí luyện bí cảnh cửa ra vào thảo nguyên, có một phần là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Lúc này, Bạch Long Tỷ Tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ? Thì ra là thế, Tống Thư Hàng sờ sờ cầm nói. Khó trách lúc ấy theo thí luyện chi địa, đi ra thời gian, liền cảm ứng được một loại cảm giác quen thuộc. Bạch Long Tỷ Tỷ, có thể đem thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ hóa mang đi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Long lắc đầu, nếu như là ta bản thể ở đây, loại trình độ này sự tình đơn giản có thể làm được. Nhưng ta hiện tại chỉ là công đức hóa thân. Chẳng qua, ta có thể ở chỗ này lưu lại cái tọa độ. Nếu như tương lai thực lực của ngươi đạt tới tương ứng cấp độ, có thể thông qua tọa độ trực tiếp tiến đến, lấy đi cái này khối thiên đình mảnh vỡ. Bạch Long tỉ tỉ nói. Cảm ơn, Tống Thư Hàng nói. Bạch Long mỉm cười, người cũng đừng nóng vội lấy cảm ơn ta, thiên đế đã phục sinh nói không chừng nàng biết trước một bước lấy đi thiên đình mảnh vỡ cũng không nhất định. Cái kia chờ chúng ta trở về hiện thế, ta tìm người hỗ trợ lấy đi thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tại Bạch Long dẫn dắt xuống, Tống Thư Hàng mấy người tiến nhập thảo nguyên phần cuối. Làm hắn đưa tay đặt tại tận bức tường ngăn cản bên trên thời gian, liền nghiên cứu bản thân xuyên qua không gian. Sau một khắc, hắn đã trở về đến hiện thế. Quen thuộc hiện thế, châu Á, Văn Châu Thị, Bạch Kinh Lộ. Ta đã trở về, đây chính là nhà hương vị. Tống Thư Hàng hạnh phúc rũi lưng một cái. Kế tiếp, về thăm nhà một chút đi. chương 1396, ta không có người lớn như vậy con trai. Tôm hùng thần chiến xa nếu như tại Văn Châu Thị trên đường mở lời nói, tuyệt đối rất phong cách. Phục cổ vị chiến xa, toàn thân độ vàng, hơn nữa còn có hai cái hà long ở phía trước kéo xe. Đã lại tôm, chúng nó còn là họ rồng, có được long một ít cơ bản hình thái, tuyệt đối mắt tôm. Chẳng qua, rất dễ làm người khác chú ý, không quá thích hợp. Hơn nữa, rất có thể sẽ bị cảnh sát thúc thúc tạm giam cỗ xe, điều khiển phi pháp cải tiến cỗ xe. Vì vậy Tống Thư Hàng đem tôm hùng thần chiến xa chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng còn ở vào trạng thái hôn mê, chờ sau khi về đến nhà, lại đem hai nữ phóng xuất. Tô Thị A Thập Lục bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới, thế nhưng Bạch Long tỷ tỷ nhưng không có cùng theo đi vào. Nàng cùng công đức xà mỹ nhân, có được lấy rời đi chủ nhân động thân năng lực. Bạch Long tỉ tỉ ẩn tàng thân hình, bay tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, tò mò đánh giá trong cuộc sống biến hóa. Tống Thư Hàng hướng nhà phương hướng đi, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại trở lại hiện thế về sau, thời gian tự động đồng bộ. Mùng 5 tháng 10 năm 2019, 9 giờ 32, thứ bảy, dâm mát chuyển nhiều mây. Mặc dù là đoạn ngày nghỉ, chẳng qua giờ này, ba mẹ khẳng định đã tỉnh. Tống Thư Hàng nói khẽ. Bạch Long ôn nhu hỏi, động phủ của ngươi tại phủ cận. Ừ, nhà ta ngay tại Bạch Kinh Lộ, chẳng qua, không tính là động phủ. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn cất bước nhẹ nhàng bộ pháp, rất nhanh, liền về tới bản thân quen thuộc cửa nhà. Tống Thư Hàng đứng ở nhà mình cửa ra vào, đang nhìn mình nhà đại môn, nhưng trong lòng có loại tức quen thuộc, lại lạ lẫm cảm giác. Nhập mộng di chứng A, Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Trong hiện thực chỉ là tháng sau không gặp nhà mình đại môn, nhưng trên mặt cảm tình, hắn rồi lại giống như đã có mấy trăm năm chưa có trở về nhà, lại để cho hắn không cấm sinh ra một loại, thiếu tiểu ly ra lão đại hồi, rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về cảm xúc. Ta đã trở về, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn đưa tay nhấn xuống chuông cửa, Tới, mở cửa là Tống Ngụ Ngụ. Tống Ngụ Ngụ càng ngày càng trẻ tuổi, chân chính nghịch sinh trưởng. Tống Ngụ Ngụ lúc còn trẻ là học viện Hoa Khôi của hệ, nàng bây giờ cùng Tống Thư Hàng đứng chung một chỗ, đúng như cùng tỷ đệ thông thường. Mẹ, ta đã trở về. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, kích động nói. Loại này mấy trăm năm không có gặp bản thân mụ mụ cảm động, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu như hắn tính cách sĩ diện cãi láo điểm, hiện tại nhất định muốn nhào vào mụ mụ trong ngực lên tiếng khóc lớn một trận tống mụ mụ nhìn qua trước mắt vị này cao lớn người trẻ tuổi một mặt mộng bức sau một lúc lâu tống mụ mụ nghi ngờ nói người người nào a à? người người nào a à? người nào a à? a à? tống mụ mụ lời nói tại tống thư hàng trong đầu kèm theo tiếng vang là ta a à, thư hàng a à. ta bên ngoài không có cải biến a à. tống thư hàng theo bản năng sờ lên mặt của mình không phải nhập vào thân nhập mộng thiên đế lúc ảnh hưởng đến bản thân tướng mạo dẫn đến mụ mụ nhận thức không ra hắn tới đi thư hàng danh từ có chút quen thuộc tống mụ mụ nhìn chằm chằm vào tống thư hàng đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên bá tống Người gọi bá tống đúng không tống thư hàng trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo tống mụ mụ giống như hoàn toàn không nhớ rõ bộ dáng của hắn chỉ có thể dựa vào thánh ấn thiên hạ không người không biết quân năng lực ra hắn thánh hào. Chẳng lẽ là thiên đạo phòng tối hiệu quả còn không có tản đi? Không đúng a, à, chúng ta đã theo thiên đạo phòng tối bên trong đi ra, mọi người trí nhớ có lẽ muốn khôi phục mới đúng chứ? Chẳng lẽ là trí nhớ khôi phục cần một chút thời gian hòa hoãn? Mẹ, ngươi nhìn kỹ ta à, ta là con của ngươi thư hàng a. Tống thư hàng nói nói không chừng mụ mụ nhìn nhiều nhìn hắn, có thể nhớ tới hắn tới đây. Bá tống tiên sinh đừng nói giỡn, con của ta, hắn tại sinh ra sau đó không lâu liền chết non tống mụ mụ một mặt bi thương nói tống thư hàng ha ha gì đó chết non quát ta lúc nào chết non rồi hả vọng thiên ta chính mình cũng không biết bản thân lúc nào chết non nữa a à? chẳng lẽ ta xuyên qua đến một cái song song thế giới trong cái thế giới này thương cảm tống thư hàng tiên sinh tại mới ra sinh không lâu sau liền ngoài ý muốn cúp trong nháy mắt Tống thư hàng trong đầu liền hiện lên mấy trăm loại khả năng cùng suy đoán xảy ra chuyện gì. Lúc này lại một cái trầm thấp nam tử thanh âm thấp tới đây. Trẻ tuổi bản tống ba ba từ trong nhà đi ra, hắn mặc áo ngủ, một mặt mỏi mệt. Tống ba ba thấy được Tống thư hàng, gãi gãi đầu, ồ, vị này tiểu ca lớn lên nhìn rất quen mắt a. À. Cha đối với ta còn có ấn tượng. Tống thư hàng trong lòng vui vẻ, là ta a, à, cha, ta là thư hàng a. À các người thật đối với ta một chút ấn tượng đều không có sao. bá tống tiên sinh, người đừng nói giỡn. ta đối với người lớn như vậy con trai, con của chúng ta hắn từ lúc mười mấy năm trước mới ra thế gian không lâu liền chết non. tống ba ba khua tay nói, tiếp đó trên mặt đồng dạng nặn ra một loại bi thương biểu lộ. ta đối với người lớn như vậy con trai, ta không có con trai như người vậy. tống thư hàng, chẳng qua, bá tống tiên sinh, ngươi không cần vì vợ chồng chúng ta lo lắng. Kỳ thật hài tử chết non bi thương đã qua vài chục năm thời gian, chúng ta đã quên lãng bi thương. Hơn nữa, kế tiếp, chúng ta chuẩn bị một lần nữa muốn một cái hài tử. Tống ba ba tiếp tục nói. Sứt lời, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn về phía tống ngụ ngụ. Tống ngụ ngụ phối hợp giúp vào trong lòng ngực của hắn. Hai người không hề cố kỵ con ruột cảm thụ, ở trước mặt phung thức ăn cho chó. Tống thư hàng, ha ha. Tống ngụ ngụ một mặt thẹn thùng nói, kỳ thật, Mấy ngày nay ta vừa lúc ở kỳ nguy hiểm, nói không chừng chúng ta đã có thứ hai hài tử. Mấy ngày nay ta đi dò một chút. Tống Ba Ba, lần này ta nghĩ muốn đứa con gái, con gái thân thiết. Tống mụ mụ mỉm cười nói, chúng ta có thể lại muốn hai cái hài tử, hiện tại có hai con chính sách. Chúng ta cái thứ nhất hài tử chết non, vì vậy có lẽ có thể xin phép đệ tam thai. Thật, hết thảy theo ngươi, Tống Ba Ba nói. Tống thư hàng Ngài hai người chết non con lớn nhất, hiện tại liền đứng ở trước mặt của các ngươi, miệng lớn ăn các ngươi vùng thức ăn cho chó đây. Tống thư hàng lúc này cảm giác, quả thực ngày đậu đậu. Không đúng, đậu đậu đã kết hôn rồi, không thể lại dùng ngày đậu đậu loại này thuyết pháp. Cũng không đúng, đậu đậu hôn lễ đã thổi. Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài. Xem ra, vượt ngục mà ra về sau, thiên đạo phòng tối, bổ sung hiệu quả lại sẽ không biến mất. Hơn nữa thiên đạo phòng tối cái loại này hóa trong suốt lực lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng tỷ như hiện tại đang cùng hắn nói chuyện phiếm tống ba ba tống mụ mụ một chuyến quay đầu lại hai người thâm tình liếc nhau giữa lẫn nhau trao đổi hai câu về sau hai người xoay đầu lại nhìn về phía tống thư hàng liền đem hắn quên mất Ồ vị này tiểu ca lớn lên thật nhìn quen mắt a à, cùng ta lúc còn trẻ có vài phần rất giống tống ba ba nói là bá nho tiên sinh Bá nho tiên sinh ngươi tìm ai? Tống ngụ ngụ hỏi. Tống Thư Hàng. Nếu không phải biết rõ, tán đạo nhân còn đang ở bích thủy các, Tống Thư Hàng đều thiếu chút nữa cho là hắn chạy văn châu thị tới đây, đem dành riêng cho hắn công pháp truyền thụ cho Tống Ba Ba cùng Tống ngụ ngụ. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nói, ngại ngùng, ta theo sai chuông cửa. Tiếp đó, hắn bưng lấy mình bị ghim thấu tâm, đối với Tống Ba Ba, Tống ngụ ngụ phất phất tay, lặng yên rời đi. Bằng thực lực của hắn bây giờ, lạng yên không phát ra hơi thở trở lại gian phòng của mình, dễ dàng. Chẳng qua tại tống ba ba, tống mụ mụ đều không thể nhớ kỹ hắn điều kiện tiên quyết, coi như là trở lại gian phòng của mình cũng không có gì ý nghĩa. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt, vỗ nhẹ nhẹ tống thư hàng đầu, không cần thương tâm, người đã theo thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, chắc chắn sẽ có biện pháp giải trừ thân phận hóa trong suốt. Bạch Long tỉ tỉ không cần lo lắng, Loại trình độ này đã kích, với ta mà nói tựa như mưa bụi." Tống Thư Hàng mỉm cười nói. "Mấy trăm năm hành sinh, mấy trăm năm bị người cắt miếng nghiên cứu u linh nhân sinh, lại thêm lần lượt đa dạng tử vong phục sinh trải qua, hắn đạo tâm đã theo cứng rắn như sắt tiến hóa đến cứng rắn hơn siêu hợp kim." "Nếu như, phòng tối, đối với ta ảnh hưởng còn không có biến mất lời nói. Cái kia Tô thị A thập lục cùng Vũ Nhu tử vẫn là ở vào loại trạng thái này bên trong đi." Tống Thư Hàng nói nói như vậy tô thị a thất cùng linh điệp tôn giả cũng đều quên a thập lục cùng vũ nhu tử linh điệp tôn giả sẽ không ra sự tình đi người kế tiếp chuẩn bị đi đâu bạch long tỉ tỉ hỏi trước tiên ở phụ cận tìm nhà khách sạn ở lại mùng bảy phía sau liền là biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến đến lúc đó ta muốn đi qua tham gia tiệc đúng rồi bạch tiền bối nhất định còn nhận ra ta nếu như bạch tiền bối bản thể đã theo bế quan trạng thái đi ra ta cùng với hắn cùng đi thực tiên yến Tống Thư Hàng nói, Bạch Kinh Lộ bên trên thì có một nhà khách nhỏ chất lượng tốt. Tống Thư Hàng đi vào phía trước đài. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, ngươi là muốn vào ở sao? Có hẹn trước không? Trước tử điếm đài tiểu cô nương đối với Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Không có hẹn trước, cho ta đến một người gian, được đến mùng 6 chấm dứt. Tống Thư Hàng đưa lên thân phận của mình chứng nhận. Tốt, tiên sinh, tiểu cô nương tiếp nhận Tống Thư Hàng chứng minh nhân dân, Hiện thế bên trong, tất cả liên quan tới Tống thư hàng hình ảnh, tư liệu, toàn bộ biến hóa trong suốt. Tống thư hàng chứng minh nhân dân bởi vì tùy thân mang theo, tiến nhập đến Thiên đạo phòng tối, bên trong, ở trên tư liệu thật không có bị xóa đi. Tiểu cô nương tiếp nhận chứng minh nhân dân đăng ký một chút, tiếp đó đem chứng minh nhân dân trả lại cho Tống thư hàng. Lại tiếp đó, tiểu cô nương liền đem Tống thư hàng quên mất. Nàng cúi đầu tại trên máy vi tính thao tác một lát, đột nhiên một mặt mê mang tiếp đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía tống thư hàng ồ người tốt ngươi là bá tống tiên sinh ngươi muốn vào ở sao có hẹn trước không tống thư hàng tâm tính thiện lương nhét có gian phòng sao ta muốn cái một người gian ngươi vừa rồi có lẽ đã thay ta đăng ký tống thư hàng nhắc nhở nói tiểu cô nương một mặt mê mang nàng cúi đầu xuống nhìn qua máy vi tính ồ vừa rồi ta đã tiến hành đăng ký thao tác nhưng phía trên cái gì tư liệu đều không có kỳ quái tại sao có thể như vậy tống thư hàng thiên đạo phòng tối hiệu quả bá đạo như vậy tiểu cô nương một mặt trầm tư một lát sau nàng ngẩng đầu ồ ngài khỏe ngươi là bá nho tiên sinh ngài muốn vào ở sao có dự không ta chỉ là đến mù dạo chơi tống thư hàng nói ta còn là tùy tiện tìm một chỗ chờ bạch tiền bối đi qua đêm lời nói trở về bản thân hạch tâm thế giới hoặc là lẻn về nhà mình đi qua đêm ra khách sạn về sau, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra tối Việt cư sĩ, dãy số, cho hắn gọi điện thoại. chương 1397, người thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? Hẳn là cú điện thoại này, Tống Thư Hàng mở ra cái số này. Tối Việt cư sĩ chân chính đạo hiệu là cái gì, hắn đã sớm quên mất. Nghĩ ghi chép cũng không nhớ được, hắn ghi lại tại danh bạ bên trong là một cái, hài âm tên biện pháp này từ Bắc Hà Tiền Bối cung cấp cư sĩ đạo hiệu âm đọc là tối việt cư sĩ nhưng cách viết khẳng định không phải như vậy. Chẳng qua không quan hệ, chỉ cần có thể đọc lên tới đây, cư sĩ liền sẽ rất vui vẻ, cũng có nhất định tỷ lệ bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Điểm ấy, bác Hà Tiền bối tự mình nghiệm chứng qua. Về phần tại sao sẽ nghĩ tới cho tinh tinh cư sĩ gọi điện thoại. Bởi vì hắn phát hiện mình đột nhiên có thể hiểu được tinh tinh cư sĩ, loại này vừa quay đầu liền bị người quên lãng cảm giác, tâm nhét cùng là chân trời xa xăm người trong suốt, vì vậy hắn đột nhiên nghĩ gọi điện thoại lẫn nhau sưởi ấm xuống. Điện thoại bên kia rất nhanh vang lên cư sĩ thanh âm, này người vị nào? Cư sĩ nguyên bản tồn chữ tống thư hàng dãy số hôm nay biến thành một đống loạn mã. Tinh tinh tiền bối, ta là thư hàng a. Tống thư hàng nói, người mới là tinh tinh, cả nhà người đều là tinh tinh. Cư sĩ âm thanh lạnh lùng nói, tống thư hàng, ta nhớ sai tên hắn liền tranh thủ điện thoại theo bên tai bắt lại, mắt nhìn bản thân ghi chú tên tối Việt cư sĩ. Ta vậy mà đem tối Việt cư sĩ ghi thành tinh tinh cư sĩ, tinh tinh cư sĩ công pháp uy lực càng ngày càng treo. Sai rồi sai rồi, là vô cùng càng. Ha 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 ha, tối Việt tiền bối, ta vừa rồi với ngươi chỉ đùa một chút. Tối Việt tiền bối ngươi gần nhất có khỏe không? Tống thư hàng hạc hạc cười nói. Cư sĩ theo trong điện thoại nghe được quen thuộc đạo hiệu tên về sau, trong lòng ấm áp vừa rồi bất mãn lập tức tan thành mây khói. Ngoại trừ Bắc Hà đạo hữu bên ngoài, còn có đạo hữu có thể nhớ kỹ hắn đạo hiệu. Vẫn như cũ, từ khi mấy ngày hôm trước độ kiếp thành công, tấn chức thất phẩm tôn giả về sau, sự hiện hữu của ta cảm giác càng ngày càng thấp. Trước kia mọi người chỉ là không nhớ được đạo hiệu của ta, hiện tại ta coi như là tại trong nhóm nói chuyện phiếm, cũng thường xuyên sẽ bị người xem nhẹ. Có lẽ, chỉ có chờ ta nhân tiền hiển thánh về sau, Loại bệnh trạng này mới có thể đạt được làm dịu." Cư sĩ yếu ớt hít miệng nói. "Gì đó, tối việt kiếm sĩ tiền bối tấn trước thất phẩm tôn giả rồi hả?" Long trọng như vậy sự tình, Cửu Châu nhất hào quần trong rồi lại một chút phản ứng đều không có. Nghiêm tâm, mọi người đối với tối việt tiền bối yêu mến chưa đủ a. À? Cái kia tối việt tiền bối, người bây giờ nếu như muốn vào ở tân quán lời nói, có được hay không?" Tống thư hàng hỏi. Cư sĩ, khá tốt, thẻ căn cước của ta bên trên tên là cái cùng ta hoàn toàn không liên hệ giả danh, đăng ký vào ở ngược lại không có vấn đề. Liền có thời gian đăng ký lấy lúc, chịu trách nhiệm đăng ký tiểu cô nương lại đột nhiên đem ta quên ở một bên. Lý giải, ta đặc biệt có thể hiểu được tối việt tiền bối ngài cảm thụ a." Tống thư hàng kích động nói. Hắn cảm giác linh hồn của mình cùng tối việt tiền bối linh hồn sinh ra đồng cảm, hai người quan hệ giữa thoáng cái kéo gần lại rất nhiều lý giải cư sĩ nghi ngờ nói đúng rồi đạo hữu người người nào a à? là ta tống thư hàng a à? tống thư hàng trả lời a à, tống thư hàng chúng ta nhận thức sao cư sĩ ghim tâm mà hỏi tống thư hàng không thèm để ý chút nào nói tối việt tiền bối chúng ta trước kia quen biết chẳng qua gần nhất bởi vì ta xảy ra chút vấn đề các ngươi đều không nhớ được ta loại trạng thái này ta tin tưởng tiền bối ngươi nhất định minh bạch ta minh bạch ta minh bạch Cư sĩ lệ rơi đầy mặt, Tùng Tiểu Hữu, ta hoàn toàn minh bạch cảm thụ của ngươi. Ta biết ngay Tình Hào tiền bối ngươi nhất định có thể hiểu được." Tống thư Hàng nói. "Tùng thuộc tiểu hữu, ta là rui gạch dưới đu, ngươi lại niệm sai rồi." Cư sĩ nhắc nhở. "Tối việt tiền bối, ta đây vừa cũng thế, ta là Tống thư Hàng tiền bối gọi ta Tống Tiểu Hữu là được." Tống thư Hàng nói. "Không có vấn đề, Tùng Tiểu Hữu." Cư sĩ nói. "Tuy rằng lẫn nhau gọi sai tên của đối phương, nhưng hai người ngược lại cảm giác càng có đồng cảm. Tống Thư Hàng nói, tối Việt tiền bối, người muốn tham gia biệt viết tiên cơ, thực tiên yến, sao? Nếu không chúng ta cùng một chỗ cùng đường. Từ khi cảm thấy cùng tối Việt kiếm sĩ đã có cùng chung chủ đề về sau, hắn cảm giác mình cùng tiền bối càng phát ra nói tới đây, luôn cảm giác giữa hai người có trò chuyện không hết chủ đề. Sự gặp chi kỷ nhìn chén thiếu, kêu đại khái chính là loại này tình huống đi. Đang có ý này, Tùng Tiểu hữu Người bây giờ tại vị trí nào? Cư sĩ trong lòng đồng dạng có cùng loại ý tưởng. Tri âm khó cầu. Hoa hạ văn châu thị bạch kinh lộ. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Cho ta phát cái tọa độ cư sĩ nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề. Cuối cùng còn có một vấn đề, tùng tiểu hữu đạo hiệu của ngươi là cái gì? Cư sĩ nói, bởi vì trên trực giác cảm giác tùng thụ hành là một cái tên mà không giống như là đạo hiệu. Bá đao, Tống thư Hàng Vốn nghĩ rằng báo, bá đao tống nhất chẳng qua ngẫm lại cảm thấy cái này đạo hiệu chỉ sợ liền tinh tinh kiếm sĩ cũng không nhớ được, vậy là hắn đổi giọng, báo ra bản thân Thánh Hào tối việt tiền bối có thể gọi ta bá tống. Bá tống cái tên này, có, nhân tiền hiển thánh, tăng cường hiệu quả, tốt nhất ghi chép, không dễ dàng bị quên đi. Bá tống, cảm giác cái này đạo hiệu lại dễ nhớ, lại quen tai a. À. Cư sĩ cười nói. Cái kia ngày mai sẽ là mùng 6, chúng ta ngày mai gặp đến lúc đó xuất phát. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, vậy cứ như thế hẹn rồi. Cư sĩ đạo, dứt lời, cư sĩ liền chuẩn bị cúp điện thoại. Sắp tới đem cúp điện thoại phía trước nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bá Tống, bá Tống, bá Tống huyền thánh, nghìn năm đệ nhất thánh. Trừ điều đó ra, vị này nghìn năm đệ nhất thánh còn là trong lịch sử một vị duy nhất song thánh. Tại hiện thế nhân tiền hiển thánh, trở thành nghìn năm đệ nhất thánh về sau, Bá Tống Huyền Thánh cũng không có thỏa mãn. Hoặc là nói, chính như hắn Thánh Hào, hắn bá đạo chinh phục đường vừa mới bắt đầu. Nhân Tiền Hiển Thánh về sau, hắn lại đi cửu u thế giới, đã trở thành một vị cửu u huyền ma lần nữa Nhân Tiền Hiển Thánh, trở thành bá nho huyền ma. Bá Tống Huyền Thánh cùng bá nho huyền ma là một người. Mà nghĩ tới bá nho huyền ma, cư sĩ phần bụng mà bắt đầu đau đớn. Chẳng qua, đối với cư sĩ mà nói là quan trọng nhất không phải điểm này mang thai cũng tốt phần bụng thống khổ cũng được cũng không trọng yếu chờ chút bá tống đạo hiếu còn đang ở sao cư sĩ hỏi tống thư hàng cũng đúng lúc còn không có tắt điện thoại còn đang ở bá tống đạo hiếu người ở lần thứ hai nhân tiền hiển thánh phía sau như trước không cách nào bài trừ không có tồn tại cảm giác hiệu quả sao cư sĩ hỏi tống thư hàng thở dài ừ lần thứ hai nhân tiền hiển thân về sau chỉ có thể lại để cho nhìn thấy người nhớ lại đạo hiệu của ta kỳ hạn vì một năm nhưng vừa quay đầu bọn hắn còn là sẽ quên ta thiên đạo phòng tối uy lực làm người tuyệt vọng tại sao có thể như vậy cư sĩ lầm bầm cúp điện thoại tống thư hàng cảm giác tối việt tiền bối thoáng cái bị rút sạch lực lượng văn châu thị bạch kinh lộ lầu chót của cao ốc gần biển tống thư hàng khoanh chân mà ngồi một tay chống cầm, nhìn qua dưới lầu cảnh sắc. Từ khi học được, ngựa đao phi hành, về sau, hắn chứng sợ độ cao hóa giải không ít. Hiện tại chỉ cần không phải tốc độ cao rơi xuống hoặc là siêu tốc di chuyển lời nói, coi như là theo nhà cao tầng trên hướng xuống nhìn. Còn là tính, Tống Thư Hàng nói, tôm hùng thần chiến xa đứng ở phía sau hắn, vũ nhu tử, tô thị A thập lục nằm ở trên xe, hai nữ như trước vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu khoảng cách thực tiên yến còn có tiếp cận hai ngày thời gian, làm điểm gì đó tốt đây. Tống Thư Hàng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, nói khẽ. Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, ta đột nhiên ăn ngựa. Ha ha, Tống Thư Hàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Long. Ta thích ăn thịt ngựa, Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu, ôn nhu nói, nướng toàn bộ ngựa, đen kịt chủng loại hoặc là đen trắng giao nhau, ta đều muốn ăn. Tống Thư Hàng, nói lên đen thịt chủng loại nướng toàn bộ ngựa, không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia có được ba 000 loài ngựa hậu cung, hắc mã tinh. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa bị biệt tuyết tiên cơ chế tác thành thịt ngựa phần món ăn bán mất đi. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Trong nhóm đạo hữu giao lưu chủ đề có hai cái. Thứ nhất là, bá nho huyền ma, cái kia làm cho người ta phát rồi nhìn là mang thai, thứ hai liền là mùng bảy muốn bắt đầu thực tiên yến. Bắc Hà, ta nhớ được ngươi còn không có thiếp mời đi ta vừa thật vất vả làm hai chương đến ngươi muốn không muốn ta bán ngươi một tấm cuồng đao tứ lãng nói bác hà tán nhân cảm ơn hảo ý của ngươi ta đã có một tấm chuyện khi nào ngươi lúc nào đem tới tay cuồng đao tam lãng không dám tin nói bác hà tán nhân ta nhớ được là dùng hắc thiết khôi giáp cùng người đổi lại nhưng cùng ai đổi lại đột nhiên không nhớ gì cả ta hiểu được cuồng đao tam lãng nói ngươi nhất định là đổi lại đến một tấm giả thiếp mời trang sáng bao lâu có nói đúng rồi ta vừa rồi cùng bá nho huyền thánh nói chuyện hắn cũng muốn tham gia thực tiên yến đây phi ngươi hai chương thiếp mời mới có thể là giả bắc hà tán nhân nói ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc bạch tiền bối còn không có theo bế quan trạng thái đi ra sao không cần vì bạch tiền bối lo lắng lấy tiền bối vận khí thực tiên yến loại chuyện tốt này hắn không có khả năng bỏ qua. bắc Hà Tán Nhân nói, lệ chi tiên tử, này, các người bỏ lỡ tin tức trọng yếu, chú ý một chút chính duyệt cư sĩ phát biểu A. Cư sĩ vừa rồi có nói qua lời nói sao, cuồng đao tam lãng hiếu kỳ nói. Bác Hà Tán Nhân, Phọng Thiên, ta đi lên lật lúc rốt cuộc thấy được. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Mấy người các ngươi, là hẹn rồi cùng một chỗ ghim, trăng sáng bao lâu có, đạo hữu tâm sao. Diệt phượng công tử, chờ chút, bá nho huyền thánh muốn tham gia thực tiên yến. Trong tay của ta có một tấm thực tiên yến thiếp mời, giá thấp qua tay, ai muốn nhanh chóng nói chuyện riêng. Để chống nick nêm tài khoản, bạch tiền bối tỉnh sao. Lần này thực tiên yến có rất nhiều tân khách nhân đi. Tô Thị A thất nói. Lần này thực tiên yến, mọi người lấy được thực tiên yến thiếp mời, số lượng biến thiếu rất nhiều. Nói thí dụ như, trước kia thực tiên yến, Hoàng Sơn chân quân một người có thể được đến đếm phần, thiếp mời ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, còn có thể đem dư thừa đặt ở cửu châu nhất hào quần bên trong nội bộ bán lẻ. Nhưng lần này, Hoàng Sơn chân quân lấy được thiếp mời, ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, liền lại không có dư thừa mấy phần. Mà theo Tô Thị A thất biết, lần này thực tiên yến số lượng cùng không có giảm bớt quá nhiều. Thậm chí gần nhất, còn gia tăng lên số bàn. Xuống một sóng linh lực chiều tịch sắp xảy ra, mọi người chúng ta đều biến dục dịch ngóc đầu dậy rồi a à. Cuồng đao tam lãng hạc hạc cười nói. chương 1398, vị này nickname để chống đạo hữu là ai? Đá đi! Linh lực triều tịch sắp xảy ra, thiên đạo đại biến sắp tới, trong thời gian ngắn liên tiếp bảy vị huyền thánh hiển thánh, đều tỏ rõ xuống một cái tu luyện thời đại lớn đã đến gần. Vậy là, trừ thiên vạn giới tu luyện giả nhóm tới tấp không kìm nén được, dục dịch ngóc đầu dậy. Một ít tán tu tập thể hẹn rồi xuất phát, tìm kiếm bảo vật, bí cảnh. Thời đại lớn tiến đến thời gian, bởi vì linh lực tăng lên, một ít ẩn thế bảo tàng cùng bí cảnh liền sẽ mở ra. Nếu như có thể đạt được truyền thừa bảo địa, đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt. Có chút truyền thừa một khi tới tay, thế nhưng là đủ để trở thành khai tông lập phái căn bản. Đã liền, Cửu Châu nhất hào quần, một ít đạo hữu chỗ môn phái cũng bắt đầu biến sinh động. Mà theo tu luyện giả nhóm sinh động liền sẽ dẫn phát càng nhiều nữa sự kiện. Tốt sự kiện, hỏng sự kiện đều có. Trước kia mọi người đều chỗ ở lấy cố gắng tu luyện, gặp mặt thiếu đi, giao lưu thiếu đi, tu luyện giả cùng tu luyện giả ở giữa sự kiện tự ít đi. Hiện tại mọi người cũng bắt đầu sống động, tiếp xúc khá hơn rồi, tự nhiên sẽ dẫn phát các loại sự kiện. Gần nhất chúng ta tương đối đau đầu, tu luyện giả khắp thế giới chạy loạn, ngay cả chúng ta loại này ẩn thế đảo nhỏ cũng không thời gian có liều lĩnh người xâm nhập mấy ngày nay chịu trách nhiệm phòng ngự trận pháp điền điềm đã mệt muốn chết rồi điền thiên đảo chủ nói bị động phòng thủ không phải cái biện pháp tốt ta đề nghị dựng thẳng tấm bảng trên viết phía trước tiên đảo trọng địa kẻ xông vào chết có nhất định được uy hiếp hiệu quả đông phương lục tiên tử nói các nàng ma môn liền đều là làm như vậy tốt nhất nhãn hiệu bên cạnh lại thêm mấy cái bị ghim thành chuỗi đầu lâu hiệu quả càng tốt không ổn không ổn sát khí quá nặng ta cảm thấy có thể lập tấm bảng kêu, phía trước có đông phương tiên tử điều khiển 10 tấn xe tải qua lại, xin chú ý né tránh. Cái này nhãn hiệu một khi đứng lên, hiệu quả tuyệt đối vững chắc. Cuồng đao tam lãng nói. Đông phương lục tiên tử. Nick nêm chống rỗng tài khoản, các tiền bối, ai có thể nói cho ta biết một chút bạch tiền bối bế quan kết thúc sao? Đông phương tính tuyết đề nghị, mời nói rõ là đông phương lục tiên tử, họ đông phương tiên tử hơn đi đấy không đánh dấu là Đông Phương Lục Tiên Tử, lời nói, người khác trong lúc nhất thời nhớ không nổi là vị nào. Cuồng đao tam lãng, ngón tay cái biểu lộ. Tuyết lang động chủ, này bài một lập, phạm vi mười dặm. Không đúng, là trong vòng trăm dặm, tuyệt đối không ai dám tiến về trước. Hiến công cư sĩ thỏa, điền thiên đạo hữu có thể cân nhắc một chút. Yên lặng ấn lai, like, lạc trần chân quân nói. Đông phương lục tiên tử. Ấn lai, like, dựng thẳng ngón tay cái, chờ thực tiên yến sau khi kết thúc thiếp thân muốn từng cái một lái xe tới cửa đi triển thất tu chân quân nói tu luyện giả bắt đầu sinh động còn là việc nhỏ theo vị kia thay đổi sắp tới chư thiên vạn giới ở giữa cùng địa cầu ở giữa một ít thông đạo bị mở ra gần đây có thể sẽ có đủ loại thế giới khác tu luyện giả tiến nhập địa cầu mọi người chú ý một chút an toàn chúng ta đau đầu chính là điểm này tại chúng ta đạo quán phía dưới có một cái đi thông thú giới thông đạo một mực bị chấn chúng ta đẻ ép. Kế tiếp một đoạn thời gian, muốn mời trong môn phái trưởng lão xuất quan trấn áp thông đạo. Cổ hồ quan chân quân thở dài. Chúng ta nho ra đã toàn diện di chuyển đến kim liên thế giới bên trong. Vì vậy tại hiện thế bên trong, có không ít cỡ lớn bảo vệ tông phòng ngự trận pháp nhàn rỗi đi ra. Như có cần, ta có thể cho giảm giá 8 phần 10 ưu đãi. Hàng hòa tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu nói. Nho ra cũng là đại tông, Tại Chư Thiên Vạn Giới đều có sản nghiệp. Hiện tại, nhau ra đệ tử tất cả đều tại hướng Kim Liên Thế giới chuyển di. Chư Thiên Vạn Giới bên trong sản nghiệp có thể mang đi mang đi, không thể mang đi bán đi đổi thành tài nguyên. Chỉ còn lại có một ít chỗ đặc thù, phái đệ tử chấn thủ, xem như tại hiện thế phân cư địa phương. Hằng Hòa Đạo Hiếu, các ngươi nhau ra ẩn thế sau đó, cũng đừng tìm ngoại giới đứt gãy liên hệ. Nguyễn cho theo không kịp thời đại, muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách nói yên tâm đi, chỉ cần vượt qua kế tiếp đại kiếp nạn, chúng ta nhau ra còn sẽ theo kim liên trong thế giới một lần nữa phát triển đi ra. Hằng hỏa chân quân trả lời. Nhau ra những năm gần đây tới đây kiếp nạn nguồn gốc ở cửu u thế giới cùng vị kia cửu u chúa tể. Mà hôm nay, biến thiên, sắp tới, chỉ cần thiên đạo luân chuyển, tân nhiệm, cửu u chúa tể cùng nhau ra ở giữa không có cửu hận quan hệ. Đến lúc đó, nhau ra tự nhiên có thể theo kim liên trong thế giới trở ra phát triển. Hàng hỏa tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, hàng hỏa đạo hữu, giới thiệu sinh ý có ban thưởng không? Bác Hà Tán Nhân cười nói, hàng hỏa chân quân, nhất định cho, nếu có đạo hữu giới thiệu khách tới cửa, ta có thể cho chín. Năm chiết khấu, còn dư lại không, năm quy ra giới thiệu trích phần trăm. Ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc, hì hì, mới từ biệt viết thiên cơ chỗ đó nhận được tin tức, lần này thực tiên yến, ngoại trừ chúng ta tu chân giới thành viên trừ ra mặt khác các hệ tu luyện giả cũng sẽ phái người tham gia đến lúc đó ăn cơm ở giữa luận bàn giao lưu một chút nhất định là không thiếu được có khác chưa thiên vạn giới thành viên còn là chỉ có địa cầu tu luyện giả thất tu thánh quân hỏi không rõ ràng lắm ta được đến tin tức có hạn đúng rồi có thể hỏi a thất a thiên hà tô thị một mực là thực tiền yến tài trợ phương a thất nhất định biết rõ càng nhiều nữa nội dung bạch hạc chân quân nói Tô Thị A thất, ta gần nhất tại Tam Lãng nhà ở đây, cũng không có tới đây kịp trở về Thiên Hà Tô Thị. Ta gọi điện thoại đi về hỏi hỏi tình huống. Đại la giáo vũ nguyệt tiên tử, Tam Lãng cùng A thất tại ở chung sao. Không được, ta não bổ ra thật nhiều hình ảnh, tay phải của ta đã không kìm nén được, thật là muốn cho các ngươi hai người vẽ bút ký nhỏ. Cuồng đao Tam Lãng, Tô Thị A thất, Tam Lãng cũng nhanh tấn cấp, vậy là ta lưu lại bồi hắn luận bàn đao pháp lại để cho đao của hắn nói càng tiến một bước. Đến thời gian độ kiếp cũng có nắm chắc hơn, lại nói, gần nhất ta một mực không có tâm tình tìm người khiêu chiến. Luôn cảm giác trong nội tâm chống trơn, thiếu một chút cái gì. Điền điềm phó đảo chủ, a à thất tiền bối, người còn suy nghĩ người chính là cái kia, đáng yêu hậu bối, sao? Đúng vậy a à, thế nhưng ta hoàn toàn nhớ không nổi ta hậu bối đến cùng tên gọi là gì, lớn lên là cái dạng gì nữa đây? Ta rất lo lắng an nguy của nàng thở dài biểu lộ tô thị a à thất thở dài nickname chống rỗng tài khoản a à thất tiền bối người đối với a à thập lục còn có ấn tượng ồ vị đạo hữu này ngươi là ai a à? hoàng sơn tiền bối ngươi lúc nào thêm người mới sao tô thị a à thất sốt cuộc đã nhận ra vị này nickname chống rỗng đạo hữu hoàng sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu không có có lẽ là khác nhân viên quản lý thêm ta không có thêm người đại la giáo Vũ nguyệt tiên tử nói thất tu thánh quân, ta cũng không có. Cuồng đao tam lãng, vị đạo hữu này nick nêm trống rỗng, tư liệu cũng trống rỗng. Ta cũng không có ghi chú qua tên thật của hắn, làm sao thêm đến cửu châu nhất hào quần, tới đây. Bắc Hà Tán Nhân, không biết lời nói, liền đá đi. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, ừ. Đá lúc trước, không bằng để cho ta tới tính một quẻ, nhìn xem vị đạo hữu này cùng giữa chúng ta có hay không có duyên phận lại đá không muộn gần nhất ta mua xuống một cái xem bói áp ứng dụng rất chuẩn nickname chống rỗng tài khoản hoàng sơn tiền bối hạ thủ lưu tình a là ta bá tống a ta nickname chống rỗng là vì ta hiện tại ở vào một loại tiểu trong suốt trạng thái ta cũng không nghĩ dạng này a tống thư hàng nhanh chóng tại trong nhóm đưa vào nói chuyện phiếm nội dung hắn trực tiếp sách bản thân thánh hào bởi vì tống thư hàng a còn có khác bảy cái đạo hiệu trong nhóm các tiền bối nói không chừng đều quên sách bá tống thánh hào mọi người còn sẽ có ấn tượng bá tống bá tống liền là bá nho không tốt ta nhìn thấy hắn nói chuyện phiếm nội dung ta có thể hay không mang thai diệt phượng công tử nói nickname chống rỗng tài khoản diệt phượng tiền bối đừng nói giỡn, nhìn nói chuyện phiếm nội dung nơi nào sẽ mang thai đó a à. lệ chi tiên tử thật sẽ không làm ta sợ muốn chết dược sư không tốt ta vừa rồi bị hù nuốt thuốc tránh thai tử yên nickname chống rỗng tài khoản các tiền bối đừng làm rộn nói chính sự hơn nữa hoàng sơn tiền bối xem bói áp ứng dụng là cái gì quỷ a à? dùng loại đồ vật này quyết định vận mệnh của ta ta không phải rất đáng thương sao cái kia khoản phần mềm ta cũng đang dùng rất chuẩn cũng không biết nghiên cứu phát minh người là ai thần thần bí bí bắc hà tán nhân nói trăng sáng bao lâu có bá tống đạo hiếu người cũng online nữa a à? nickname chống rỗng tài khoản lệ rơi đầy mặt biểu lộ ta một mực ở tuyến, ta còn lên tiếng nhiều lần, nhưng không có một cái nào tiền bối chú ý tới ta. Trăng sáng bao lâu có, ôm nhau mà khóc biểu lộ, lý giải, ta có thể lý giải. Ta cũng thường xuyên bị bọn hắn không hiểu thấu bỏ qua, có đôi khi lời giống vậy ta muốn phát nhiều lần, mới có người phát hiện. Tống Thư Hàng thấy những lời này thời gian, lập tức cảm giác cùng túy tinh kiếm thánh ở giữa đồng cảm biến càng cường liệt. Tô Thị A thất, chờ chút, ta vừa rồi lật ghi lại. Bá tống đạo hữu người biết ta quên là ai? Là A Thập Lục. Điền điềm phó đạo chủ, chân tướng chỉ có một cái. Điền thiên đạo chủ, bá tống đạo hữu liền là Tô Thị A Thất đạo hữu người quên, đáng yêu hậu bối. Hắn hiện tại tiến nhập đến cùng trụy nhạc cư sĩ đồng dạng trạng thái, vì vậy A Thất đạo hữu người đưa hắn quên mất. Nickname chống rỗng tài khoản. Tô Thị A Thất, ta hậu bối mới sẽ không như vậy không đáng yêu. Trực giác nói cho hắn biết. Bá Tống Huyền Thánh cùng, đáng yêu, một chút cũng kéo không bên trên quan hệ. Nickname chống rỗng tài khoản là A Thập Lục, A Thất Tiền bối ngươi quên chính là A Thập Lục, không phải ta. Tô Thị A Thất, đáng yêu sao? Tống Thư Hàng, nickname chống rỗng tài khoản, ư, ừ, A Thập Lục là rất đáng yêu. Tô Thị A Thất, cái kia, A Thập Lục hiện tại ở đâu? Ngay tại ta bên cạnh, chờ mùng 7 chúng ta chuẩn bị cùng trăng sáng bao lâu có, cư sĩ cùng đi thực tiên yến. Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A Thất, các người cũng muốn tham gia thực tiên yến. Nói đến đây, Tô Thị A Thất xoay đầu lại, đối với sau lưng cách đó không xa Tam Lãng nói, Tam Lãng, người có phải hay không còn có tấm thiếp mời nhiều. Chính hắn thiếp mời đưa cho Tô Thị Tiểu Bối. Lúc ấy, hắn dự tính tại, thực tiên yến, trong thời gian, bản thân vừa lúc ở độ 5 tấn 6 thiên kiếp, nhưng không nghĩ tới hắn trước giờ đã vượt qua thiên kiếp. Mà hắn lại ngại ngùng theo tô thị tiểu bối cái kia đem, thiếp mời, muốn trở về. Gấp đôi giá bán ngươi, cuồng đao tam lãng nhếch miệng lên. Không có vấn đề, tô thị A thất hào sảng nói, dứt lời, hắn nhấp lên bản thân đại đao, tam lãng, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta tiếp tục, tranh thủ hôm nay cho ngươi đao đạo nâng cao một bước. Cuồng đao tam lãng, chương 1399, hữu hảo luận bàn, điểm đến là rừng sao. Tam lãng vươn tay ra, lớn tiếng nói, chờ chút a à thất, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi xuống bá tống. Tiếp đó, hắn nhanh chóng tại, cửu châu nhất hào quần, trong phát biểu. Cuồng đao tứ lãng, bá tống đạo hiếu, người đã biết rõ a à thất hậu bối, vậy người có biết hay không có một vị để cho ta lưu luyến tiên tử? Ta cảm thấy ta đây giống như cũng quên mất một vị tiên tử, nàng với ta mà nói có lẽ rất trọng yếu, thế nhưng ta làm sao cũng nhớ không nổi nàng. Là vân tước tử tiên tử đi, Tống Thư Hàng trả lời. Vân tước tử tiên tử mấy năm trước lấy trêu cờ tam lãng làm vui, nàng cảm giác tam lãng rất hợp khẩu vị của nàng. Sẽ không tìm đường chết nam nhân cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Cuồng đao tứ lãng, ta không biết ta quên chính là không phải vân tước tử tiên tử, nàng hiện tại ở đâu. Bá Tống Đạo hữu có tin tức sao? vân tước tử tiên tử so với chúng ta sớm hơn một bước đi ra. Khả năng nàng đã đi tìm ngươi rồi cũng không nhất định. Tống Thư Hàng trả lời. Hôm nay huyền nữ môn vân tước tử một phân thành hai. Xưa cũ vân tước tử cùng, bất hủ cốt, cùng một chỗ, bị quả cầu kim loại lỏng cửu u bản chiếm cứ, còn bị nhốt tại thiên đạo phòng tối, bên trong. Tân sinh vân tước tử thì tại, ma kiếp thế giới, sau khi kết thúc, liền trở về trở về hiện thế đi. Lấy tính cách của nàng, mấy ngày nay sẽ phải vì chù bị thiên kiếp mà cố gắng tiếp đó nàng sẽ phải đi tìm tam lãng tiền bối đi chẳng qua nơi đây có một vấn đề tân sinh vân tước tử tiên tử là rút lại loại hình tam lãng nhìn thấy nàng về sau lấy hắn tìm đường chết tính cách có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì như vậy ta an tâm cuồng đao tam lãng nói cuồng đao tam lãng vấn đề hỏi xong về sau cửu châu nhất hào quần chủ đề lại trở về đến thực tiên yến chủ đề bên trên lần này thực tiên yến chỉ sợ sẽ không giống như lấy trước như vậy bình tĩnh a thất đây hắn không phải nói muốn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống sao bác hà tán nhân hiếu kỳ nói tô thị a thất chờ chút ta tại cùng tam lãng luận bàn bên trong luận bàn ngươi còn tại ngâm quần bác hà tán nhân dở khóc dở cười tô thị a thất mỉm cười biểu lộ ta đã tấn chức chân quân nữa a à. Một tay có thể hành hạ tam lãng. Chờ, ta gọi điện thoại về nhà. Nickname để chống tài khoản, cái kia, vừa rồi quên hỏi, bạch tiền bối suốt quan sao. Cửu Châu nhất hào quần trong yên tĩnh trở lại, sau nửa ngày không ai đáp lời. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau. Tô Thị A Thất nhận được tin tức, ban đầu lần này thực tiên Yến chỉ có địa cầu hệ tu luyện giả. Chẳng qua về sau tăng thêm mấy lần bàn, chính là vì khác chưa thiên vạn giới tu luyện giả chuẩn bị. Nói cách khác, sẽ có mặt khác chư thiên vạn giới người đến. Đến lúc đó, thực tiên yến trên đường, luận bàn một chút khẳng định lại làm cho khó tránh khỏi chi phí. Ngẫm lại cũng cảm giác kích thích. Luận bàn chiến đấu là Tô Thị A à thất yêu nhất. Tô Thị A à thất lại bổ sung, đến lúc đó luận bàn phương thức có thể sẽ có hai loại. Một loại là theo cảnh giới đẳng cấp tiến hành luận bàn, dù sao cũng là thực tiên yến bên trên tỉ thí, hữu hảo luận bàn, điểm đến là dừng. Tiếp đó, Đối với cảnh giới tương đối thấp thiên tài ở giữa luận bàn sẽ theo tuổi phân chia luận bàn. Tỷ như tuổi 20 tuổi bên trong tu luyện giả chia làm một cái lớn tổ, lớn tổ bên trong lại theo 10 tuổi trong vòng, 15 tuổi trong vòng, 20 tuổi trong vòng chia làm ba cái tiểu tổ tiến hành luận bàn. Tu luyện tuổi vì 40 lại chia làm một cái lớn tổ, đồng dạng phân chia một ít tiểu tổ. Dạng này mới có thể nghiệm chứng ra thiên tài ở giữa tranh lệch. Có thể tới tham gia thực tiên yến thông thường đều là ngũ phẩm trở lên cảnh giới. Cái này một đống cường giả hai bên, chia cho theo cảnh giới tiến hành luận bàn. Trừ điều đó ra, một ít trẻ tuổi thiên tài đệ tử cũng sẽ bị mang theo tới tham gia thực tiên yến. Những thiên tài này đệ tử, phần lớn chỉ có nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới. Bởi vì đều là thiên tài, cùng tuổi cấp độ, giữa lẫn nhau tranh lệch cùng sẽ không quá lớn. Vì vậy, có thể chọn dùng tuổi trôi qua chia cho luận bàn phân tổ. Tống Thư Hàng sờ sờ cầm suy tư. Nếu như muốn luận bàn lời nói, hắn muốn làm sao chia tổ? Ừ, hẳn là muốn tính vào tuổi phân tổ bên trong đi. Dù sao, ta mới 18 tuổi chẵn nha, Tống Thư Hàng nói thầm. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng hắn luôn cảm giác mình có chút ăn hiếp tiểu bằng hữu cảm giác. Không biết khác chư thiên vạn giới bên trong, 20 tuổi trong vòng tu luyện giả, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Hy vọng đến lúc đó trên người mình, bá tống huyền thánh, cùng bá nho huyền ma, thánh hào không muốn hù đến bọn hắn. Thực nếu không, hắn có thể nghĩ biện pháp thu liếm một chút, thành ấn ảnh hưởng hiệu quả. Cứu hảo luận bàn, điểm đến là rừng nha. Mặt khác, hắn giống như lại bị trong nhóm các tiền bối cho quên lãng. Tâm tính thiện lương nhét. Trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Sơn tiền bối hỏi một chút tình huống đi. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại quay số điện thoại hình thái. Đau quá, lúc này, sau lưng tôm hùm thần chiến xa bên trên, truyền đến một cái thở nhẹ âm thanh. Tống Thư Hàng vội vàng xoay đầu lại, liền phát hiện Vũ Nhu Tử ôm đầu, theo trên chiến xa ngồi dậy. Vũ Nhu Tử, người rốt cuộc tỉnh rồi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Vũ Nhu Tử theo thí luyện chi địa đi ra về sau, một mực hôn mê đến bây giờ, Tống Thư Hàng có chút bận tâm tinh thần của nàng trạng thái. Dù sao, nàng đã từng bị thiên đế phụ thể qua. Ừ, Tống Tiền Bối, ta ngủ thật lâu sao? Vũ Nhu Tử dùng sức nhào nặn đầu của mình, đã xảy ra chuyện gì, ta cảm giác đầu của mình như là đã nứt ra. Chúng ta theo thí luyện chi địa đi ra thời điểm, người bị một vị viễn cổ đại lão cho nhập vào thân. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, gì đó? Tống Thư Hàng chậm rãi đem thí luyện chi địa chuyện đã xảy ra cùng Vũ Nhu Tử giảng thuật một lần. Viễn cổ thiên đình thiên đế, phụ thân vào trên người ta, cái kia về sau lại chuyện gì xảy ra? Vũ Nhu Tử vội vàng kiểm tra đo lường thân thể của mình, sợ thân thể của mình sản đã sinh cái gì dị biến. Tống Thư Hàng, về sau, chúng ta tại Bạch Long tiền bối dưới sự dẫn dắt theo, không gian loạn lưu, đi ra, liền phát hiện người hôn mê tại nguyên chỗ. Thiên đế đã theo trên người của ngươi rời đi, ngươi xem một chút bản thân có biến hóa gì hay không. Nói như vậy, bị loại này viễn cổ đại lão phụ thể về sau, tinh thần lực tăng vọt a à các loại phúc lợi, không phải ít thế nhưng di chứng đồng dạng nhiều càng ác liệt chính là ai cũng không thể cam đoan thiên đế có hay không có tại vũ nhu tử trong cơ thể lưu lại cửa sau nói không chừng lúc nào tâm tình một tốt lại phụ thể đến thân thể của ta tựa hồ không có vấn đề thế nhưng ta linh quỷ không thấy vũ nhu tử ngẩng đầu lên mắt to nhìn chằm chằm vào tống thư hàng tống thư hàng linh quỷ ừ ừ chính là chúng ta cùng một chỗ bắt linh quỷ không thấy Vũ Nhu Tử đưa tay tại chính mình tâm khiếu vị trí một chút, linh quỷ khế ước còn đang ở, thế nhưng ta cũng không cách nào liên lạc với linh quỷ. Giữa chúng ta cảm ứng, giống như bị một loại lực lượng ngăn cách. Cái này nội dung cốt truyện, tốt quen tai a. À. Ta đệ nhất đảm nhận linh quỷ, bị Lưu Ly thư sinh mượn thời điểm ra đi, không chính là loại này trạng thái sao? Kết hợp với thí luyện chi địa chuyện đã xảy ra, Tống thư hàng đã đoán được nguyên nhân. Vũ Nhu Tử, người linh quỷ khả năng bị thiên đế mượn đi. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Vũ Nhu Tử, cùng với ta lúc ấy trạng thái, lúc ấy ta linh quỷ cũng bị nho ra 13 kiếp tiên một trong, lưu ly thư sinh, mượn đi. Tiếp đó các người cũng biết, ta linh quỷ bị làm mất đi, hiện tại cũng không có tìm trở về. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu vọng thiên, tống tiền bối, hai chúng ta linh quỷ, thật đúng là bi kịch a. Hai cái linh quỷ tại cùng một ngày bị người bắt, tiếp đó không sai biệt lắm cùng trong một tháng bị người khí ước, lại tại cùng trong một năm sau đó bị hai vị đại lão cưỡng ép mượn đi. Chẳng qua, chỉ cần khí ước còn đang ở, linh quỷ thì có tìm trở về hy vọng. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử nhào nặn bản thân phảng phất muốn vỡ ra đầu, ừ, chúng ta nhất định có thể tìm về linh quỷ. Ta cùng Tống Tiền bối ngươi, đều tìm trở về. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, Vũ Nhu Tử cảm giác trong cơ thể mình, linh quỷ khế ước phát sinh biến hóa kinh. Sạc sạc linh quỷ khế ước vỡ vụn ra tới đây phân chia thành bốn khối khế ước cũng không có biến mất chỉ là vỡ nát rồi tống tiền bối vũ nhu tử ngẩng đầu nhìn về phía tống thư hàng phép loại vật này quả nhiên không thể đơn giản đi lập tống thư hàng ta linh quỷ khế ước vỡ nát rồi vũ nhu tử nói tống thư hàng chẳng qua ta linh quỷ khế ước không có biến mất chỉ là bể thành bốn khối vũ nhu tử lại nói Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Cái này đối với linh quỷ, cỡ nào bi kịch. Hắn linh quỷ khế ước không trọn vẹn, vũ nhu tử linh quỷ khế ước bể thành bốn khối. Không hổ là sinh hoạt tại đồng nhất tòa, phần mộ, bên trong số khổ quỷ. Chẳng qua, vũ nhu tử linh quỷ tại sao sẽ đột nhiên vỡ thành bốn khối. Linh quỷ đã bị thiên đế chiếm cứ, lấy thiên đế sức mạnh, coi như là suy yếu trạng thái, chư thiên vạn giới có thể lưu nàng lại người cũng không nhiều đi tống thư hàng khẽ nhíu mày, hay hoặc là là thiên đế thi pháp, được đi linh quỷ cùng vũ nhu tử ở giữa liên hệ. trong lúc đang suy tư, bạch tiền bối thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, thư hàng người từ phòng tối đi ra, hiện thế chuyện gì xảy ra? bạch tiền bối thanh âm có chút rồn rập, hiện thế hiện tại vẫn như cũ, theo thiên biến hóa sắp tới, chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo mở ra, linh lực triều tịch sắp xảy ra, những thứ khác không có biến hóa lớn a. Tống Thư Hàng nói: "Không có phát sinh biến hóa, cái kia Thiên, trên thân chương trình hóa nhanh chóng làm sao dừng lại?" Bạch Tiền Bối nói: "Thiên đạo có thiếu, thiên đạo biến chương trình hóa, hơn nữa chương trình hóa quá trình một mực ở nhanh hơn." Nhưng vừa rồi, thiên đạo mức độ hóa nhanh chóng dừng lại. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là Thiên Đình phương án bổ sung toàn bộ kế hoạch?" Tống Thư Hàng nói: "Vừa rồi trong nháy mắt Vũ nhu tử linh quỷ khế ước vỡ vụn thành bốn khối. Vũ nhu tử linh quỷ lại bị thiên đế mang đi. Thiên đế lại là thiên đình phương án cùng thiên đạo bổ sung toàn bộ kế hoạch cơ bản nhất. Bạch tiền bối thiên đình phương án. Việc này cùng viễn cổ thiên đình lại có quan hệ gì? Thiên đình phương án là đương kim cái vị kia xếp đặt thiết kế một cái bổ sung toàn bộ phương án. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn bắt đầu đem bản thân nhập mộng bên trong trải qua sự tình kỹ càng cùng bạch tiền bối giới thiệu một lần. Sách, có thể trở thành, thiên, gia hỏa, quả nhiên không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chẳng qua, hắn hiện tại muốn ngăn cơn sóng dữ đã muộn. Thư hàng, gần nhất điệu thấp điểm, không muốn làm đại tin tức. Vừa vặn, người muốn tiến nhập, kim đan diễn đồ, giai đoạn. Tìm một chỗ ở một thời gian ngắn, bảo trì điệu thấp, cấu vẽ người kim đan cấu đồ. Trong khoảng thời gian này, hiện thế nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Bạch Tiền Bối cười hắc hắc nói: "Chương 1400, thú giới khách đến thăm." Tống thư hàng yếu ớt thở dài, "Ta đã điệu thấp đến không thể lại điệu thấp." Hiện tại, hắn cũng đã điệu thấp đến trong suốt mức độ. "Ừ, cũng đúng." Bạch Tiền Bối cười nói. Tống thư hàng vẫn còn thiên đạo phòng tối, trong suốt trạng thái, nếu không phải có nhân tiền hiển thánh, thiên hạ không người không biết quân, bắp, chỉ sợ chư thiên vạn giới cũng không có người có thể nhớ kỹ hắn kỳ thật đã liền bạch tiền bối cũng nhận được, phòng tối trạng thái, ảnh hưởng, làm ý thức của hắn thông qua, tà liên thế giới, cùng, hạch tâm thế giới, thông đạo tiến nhập hiện thế thời gian, liền sẽ dần dần phai nhạt đối với tống thư hàng ấn tượng. Chẳng qua bởi vì hắn là cửu u chúa tể, chỉ cần bản thể ngốc ở, cửu u thế giới loại ảnh hưởng này có thể bị nhanh chóng bị tiêu trừ. Nói cách khác, bạch tiền bối đối với tống thư hàng trí nhớ ở vào cộng 1, trừ 1, lại cộng 1, lại trừ một lặp đi lặp lại tuần hoàn quá trình. Đúng rồi, bạch tiền bối. Người muốn ta hướng hiện thế bạch tiền bối muốn, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản ta đã mang tới. Chẳng qua phi kiếm bị ta sử dụng một lần, tiêu hao một phần lực lượng. Tống Thư Hàng nói, lúc trước tại giao đấu thiên đế, lúc hắn tuyên chuyển chuôi này, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, lực lượng, đã tiến hành, vượt thời y không dạo bước. Bất quá khi thời gian vượt thời y không nhảy không gian rất ngắn, trên phi kiếm lực lượng không có tiêu hao quá nhiều. Dứt lời, đem hắn chuôi này phi kiếm truyền vào, hạch tâm thế giới lúc sau bạch tiền bối lấy đi. Hi hi hi, không có việc gì, ta chỉ cần nghiên cứu một chút trên phi kiếm phù văn cùng phi kiếm cấu tạo, nhìn xem có thể hay không phỏng chế ra cùng loại phi kiếm tới đây. Nếu là ta có thể nắm giữ loại này, duy nhất một lần phi kiếm ta bản thân cũng có thể lẻn vào, phòng tối, bên trong đi tìm vị kia, cái gì cũng có thể bán còn có cái kia mở to mắt con người tinh cầu. Bạch tiền bối thu hồi phi kiếm, lại nói, người đem quy tắc trò chơi thuật lại cho vị kia, cái gì cũng có thể bán, không có. Đúng vậy, Tống Thư Hàng nói, mặt khác, ta hiện thế cái vị kia bạch tiền bối nói, chờ hắn theo bế quan trong trạng thái đi ra về sau, muốn gặp ngươi một mặt. Bạch tiền bối trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng nói tốt, lúc nào muốn gặp mặt, lại để cho hắn định cái thời gian. Thành, đến lúc đó ta hỏi một chút hiện thế bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Kỳ thật ta cảm giác ngươi loại trạng thái này rất không sai, chứ thiên vạn giới ai cũng không nhớ ra được ngươi. Vô luận ngươi đã làm nên trò gì chuyện xấu, người khác vừa quay đầu liền quên mất. Bạch tiền bối nói, thân là cửu u chúa tể, hắn trước tiên nghĩ tới rất nhiều tà ác chỗ mấu chốt. Tỷ như ăn cướp A chuyển không người khác môn phái chân tàng A đi hung hăng đánh một bữa béo cầu A gì đó. Vô luận đã làm nên trò gì sự tình, người khác vừa quay đầu liền quên mất, ngẫm lại cũng cảm giác kích thích. Tống Thư Hàng, chẳng qua đồng dạng, coi như là ngươi làm chuyện tốt, người khác cũng không nhớ được ngươi. Bạch Tiền Bối lại bổ sung, Tống Thư Hàng, làm tốt sự tình không để lại tên, đây mới là hoạt lôi phong. Ta phát hiện ta và ngươi giá trị quan hoàn toàn bất đồng, đề tài này không có biện pháp trò chuyện đi xuống. Ta đi nghiên cứu phi kiếm, cũng không có việc gì đều đừng gọi ta. Bạch Tiền Bối nói, hắn thế nhưng là cửu u chúa tể cùng người trò chuyện cái gì, làm chuyện tốt không để lại tên, loại lời này đề. Rất không thoải mái. Làm tống thư hàng chấm dứt cùng bạch tiền bối ở giữa giao lưu về sau, quay đầu nhìn về phía vũ nhu tử, vũ nhu tử, nhanh giữa trưa, nếu không đi ăn một bữa cơm. Kỳ thật tấn chức ngũ phẩm về sau, tống thư hàng trên cơ bản đối với giấc ngủ cùng ăn cơm nhu cầu không lớn. Kim đan một thành, trực tiếp hấp thu trong thiên địa linh lực so với ăn cơm hữu hiệu nhiều hơn, Thật muốn bổ sung năng lượng, cũng phải dựa vào Linh Thạch, đan dược chờ thủ đoạn. Ăn cơm cùng ngủ, chỉ là Tống Thư Hàng 18 năm tới đây thói quen. Vừa quay đầu thời gian, Tống Thư Hàng liền phát hiện Vũ Nhu Tử lặng lẽ tại tô thị A Thập Lục bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đâm A Thập Lục đỉnh đầu sừng nhỏ. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử quay đầu lại, ngại ngùng, ha ha ha. Tại thí luyện chi lộ lúc, người không phải bóp qua A Thập Lục sừng nhỏ nha. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử mở chừng hai mắt, gì đó, ta không có ấn tượng. À đúng rồi, lúc ấy người bị, thiên đế, nhập vào thân. Đáng hận, Tống Thư Hàng nói à thập lục đỉnh đầu sừng nhỏ, hắn cũng không có chạm qua. Rất đáng yêu sừng nhỏ, Vũ Nhu Tử nói. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên, coi như là lấy Long tộc góc độ đến xem, à thập lục Long giác cũng rất tinh xảo đáng yêu. Bạch Long tỉ tỉ, ta cũng có thể dài ra Long giác không? Vũ Nhu Tử mong đợi nói. Bạch Long lắc đầu, A à Thập Lục chỉ là kích hoạt lên nàng trong cơ thể mình Long tộc huyết mạch, Long giác cũng không phải là lăng không có thể dài ra đồ vật. Ta cảm giác Vũ Nhu Tử ngươi có thể dài ra một đôi xúc tu. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Vũ Nhu Tử khua lên gương mặt nói, mới sẽ không đây, Tống tiền bối. A à cha đạo hiệu kêu, linh điệp tôn giả nhưng hắn cũng không phải điệp yêu. Trên người ta cũng không có điệp loại huyết thống. Nói lên linh điệp tôn giả về sau, vũ nhu tử lại nghĩ tới một sự kiện. Tống tiền bối, chúng ta bây giờ vẫn còn, phòng tối tiểu trong suốt, trạng thái sao? Nàng hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Cái kia, a à, cha có thể hay không đem ta quên mất, vũ nhu tử nhíu mày nói. Tống thư hàng, tương đối khả năng, chẳng qua linh điệp tiền bối hiện tại có lẽ tại độ kiếp kỳ đi. Có lẽ hắn còn không có phát hiện việc này. Cũng đúng, chúng ta đây đi ăn cơm đi. Vũ Nhu Tử nói: "A à cha nếu như quên mất nàng, vậy sẽ không phái người bắt nàng trở về, tương đương nàng có thể tại bên ngoài lại nhiều chơi một đoạn thời gian." Tiểu trong suốt trạng thái, quá bổng. Nửa giờ sau, Tống thư hàng cùng Vũ Nhu Tử ngồi ở bên đường trên mặt ghế, một cái trong tay một tấm bánh nướng áp chảo. Tô thị A thập lục bị đưa vào đến Hạch Tâm thế giới, Bạch Long tỷ tỷ lơ lửng ở hai người sau lưng. Chút cái đồ ăn đều có thể bị phục vụ viên quên ở tại chỗ thời gian này không có cách nào khác qua. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, ai? Ta bản cho là chúng ta có thể trước ăn xong cơm, tiếp đó lúc ra cửa, chủ quán quên lấy tiền. Kế tiếp, chúng ta có thể hào sảng ném một sấp tiền, cùng chủ quán nói, phần thưởng ngươi. Vũ Nhu Tử não bổ nội dung cốt truyện. Tống Thư Hàng lần nữa thở dài, ăn bánh nướng áp chảo đi. Cũng chỉ có bánh nướng áp chảo quán nhỏ loại này mặt đối mặt giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, mới có thể mua đến chút đồ ăn đồ vật. Kế tiếp chúng ta đi đâu chơi? Vũ Nhu tử cái miệng nhỏ gặm bánh nướng áp chảo, hỏi. Tống thư Hàng suy nghĩ một chút, nói, nếu không, đi tu luyện đi. Vũ Nhu tử tính, ta còn là thưởng thức Bá Nho Huyền Ma giảng pháp đi. Bá Nho giảng pháp, Tống thư Hàng cả kinh. Vũ Nhu tử nói, theo chúng ta trở lại hiện thế về sau, ta liền nhận được Bá Nho Huyền Ma giảng pháp phát lại tin tức. Giảng pháp có tiếp sóng ta biết rõ, nhưng chúng ta không phải ở vào phòng tối trong suốt, trạng thái sao? Vì cái gì có thể thu đến phát lại?" Tống thư hàng nghi ngờ nói. Ở vào bế quan, độ kiếp hoặc là luyện khí giây phút quyết định một đám, không cách nào rút sạch nhìn, huyền thánh giảng pháp tu sĩ có thể lựa chọn trì hoãn quan sát giảng pháp nội dung. Thế nhưng, Tống thư hàng cùng Vũ nhu tử là từ phòng tối nhập cư trái phép đi ra, là không hộ khẩu thân phận, không có tư cách tiếp thu phát lại a? À. Ai biết được, dù sao ta muốn thử thử một lần mang thai tư vị á." Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. "Không muốn, ít nhất không nên ở chỗ này." Tống thư Hàng vội la lên. Vũ Nhu Tử dừng lại, nàng nghiêm túc suy tư. Tống thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Vũ Nhu Tử tại trước mặt mọi người, bụng đột nhiên phát triển lớn, tuyệt đối sẽ leo lên ngày mai đầu đề. Hắn thậm chí ngay cả tiêu đề đều đoán được tướng mạo đẹp thiếu nữ vì sao tại trước mặt mọi người đột nhiên mang thai đây hết thảy sau lưng, là nhân tính bóp méo còn là đạo đức không có. Tống tiền bối, nếu như xem xong rồi, bá nho huyền ma giảng pháp, về sau, ta mang thai lời nói, có tính không là mang thai con của ngươi. Vũ nhu tử vẻ mặt thành thật hỏi. Tống thư hàng. Một lát sau, tống thư hàng quyết đoán ném nổi, nghiêm túc tới đây nói, đó là, nho ra thánh nhân chi nhãn, nhìn là mang thai. Đó chính là nho ra thánh nhân hài tử. Vũ Nhu Tử sờ sờ cầm, suy nghĩ sâu xa. Đang lúc hai người giao lưu thời điểm, xa xa, có một đại sáu người rất nhanh hướng hai người vị trí tới gần. Dẫn đầu chính là hai vị thiếu nữ. A à Lăng, người xác định nơi này có người hành hạ đến chết gà con. Một cái đầu tóc nhuộm thành năm màu màu sắc cao gầy thiếu nữ hỏi. Tại nàng bên cạnh, một vị đồng dạng màu phát thấp bé nữ tử gật đầu nói, yên tỷ tỷ, ta tận mắt nhìn thấy, bạch kinh lộ số 992 khách điếm, đây là một nhà tàn nhẫn gà rán khách điếm. Hơn nữa, vì mới mẻ, trong tiệm này trước mặt gà con đều vẫn còn sống, bị tàn nhẫn bị giết, biến thành gà rán vàng. Ta giống như nghe được gà con linh hồn tại nồi chảo bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vị diện này sinh linh, thật sự là tàn nhẫn. Gà con đáng yêu như thế, sao có thể tùy ý giết? Mỗi mỗi con gà con đều là tươi sống sinh mệnh, chúng nó có cầu sinh quyền lực. Chúng ta muốn đem chúng nó giải cứu ra cao gầy thiếu nữ nói. Tiếp đó, hai vị thiếu nữ mang theo sau lưng một đại sóng người, thẳng hướng bạch kinh lộ số 992. Tống Thư Hàng đã là ngũ phẩm cảnh giới, vì vậy hai vị thiếu nữ nhẹ giọng giao lưu, hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Vũ Nhu Tử đồng dạng nghe rõ hai vị thiếu nữ giao lưu âm thanh. Động vật người dám hộ sĩ, Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Vũ Nhu Tử nhỏ giọng trả lời, động vật người dám hộ sĩ, thông thường bảo hộ chính là con mèo nhỏ hoặc là tiểu cầu đi. Bảo hộ gà con ta đây chưa từng thấy qua. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên, dẫn đầu cái kia hai tiểu cô nương, không phải nhân loại. Nói đúng ra, các nàng là khác, chư thiên vạn giới, tu luyện giả. Chỉ sợ huyết thống của họ cùng cầm điều loại có quan hệ, hoặc là tại thế giới của các nàng bên trong, gà con cùng gấu trúc là quý giá giống loài. Dạng này liền có thể lý giải các nàng thấy có người giết gà con thời gian, khẩn cấp khẩn cấp bộ dáng. Nhanh như vậy thì có khác, chư thiên vạn giới tu luyện giả chạy đến hiện thế tới. Tống thư hàng nhíu mày. Chư thiên vạn giới thông đạo sau khi mở ra, các loại chuyện phiền phức cũng lần lượt mà đến. Từng cái thế giới mọi người thế giới quan, giá trị quan, phong tục tập quán đều đều không giống nhau, rất dễ dàng dẫn tới mâu thuẫn. Tựa như trước mắt một màn này, ở địa cầu, gà con là dùng để ăn. Nhưng ở khác cái nào đó thế giới, gà con nói không chừng là thánh điểu bị thờ phụng cũng không nhất định chẳng qua nói trở lại cái này hai tiểu cô nương trung văn giảng rất trượt sao muốn ngăn cản cái này hai tiểu cô nương sao vũ nhu tử nhỏ giọng hỏi cửa tiệm kia gà dán khách điếm chỉ là người bình thường kinh doanh nếu như hai vị này thiếu nữ xông đi vào lời nói ngộ nhỡ phát sinh mâu thuẫn toàn bộ trong tiệm người vỗ về cùng một chỗ cũng không đủ hai tiểu cô nương treo lên đánh Bạch Long tỉ tỉ lại nhắc nhở nói, đi theo các nàng người đứng phía sau quần bên trong, có một bộ phận lớn là nhận lấy, mị hoặc, loại pháp thuật hiệu quả. Còn có một phần là ăn no dỗi việc lấy, hiếu kỳ cùng đoàn tham gia náo nhiệt. Cùng đi lên xem một chút đi, không thể để cho các nàng gây ra hỗn loạn tới đây. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Nơi này là Bạch Kinh Lộ, là hắn nhà khu phố, hắn cũng không muốn nơi đây xuất hiện lớn hỗn loạn. Bạch Kinh lộ số 992 gà rán khách điếm. Chủ tiệm một mặt mộng bước nhìn qua đưa hắn cửa tiệm đoàn đoàn bao vây đám người. Chủ tiệm trong lòng có chút sợ, ta làm cái gì người người oán trách sự tình rồi hả? Đem đáng yêu gà con phóng thích, gà con là tự do, hắn có sống sót quyền lực. Cao gầy màu phát thiếu nữ, yên, lớn tiếng nói. Chủ tiệm, ha ha. Gà con cũng là sinh mệnh, các ngươi làm sao cam lòng đem chúng nó giết chết, còn dùng xuống nồi chảo phương thức ngược đãi chúng nó. Ngắn chút màu phát thiếu nữ A à lăng đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Chủ tiệm, em đi ZZ. Tiếp đó tại sau lưng, một đám bị thiếu nữ mê hoặc, hoặc là bởi vì tò mò làm theo mọi người cùng tới người, lớn tiếng hưởng ứng thiếu nữ la lên. Gà con cũng là sinh linh, gà con là vô tội. Mỗi một cái sinh linh đều có lựa chọn sinh tồn quyền lực. Người có thể tưởng tượng, làm nhân loại chúng ta bị lột ra nhổ lông về sau, ném vào nồi chảo bên trong hình ảnh sao. Gà con cùng nhân loại chúng ta là giống nhau, không có mua bán sẽ không có thương tổn. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng đi theo đến phụ cận. Trước đem mị hoặc pháp thuật hiệu quả trừ đi, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử, ta chỉ học qua đơn thể giải trừ mị hoặc pháp thuật phương pháp, nơi đây nhiều người như vậy, từng cái một giải trừ ngược lại sẽ dẫn tới cái kia hai tiểu cô nương chú ý, Bạch Long tỷ tỷ có biện pháp một hơi giải trừ mị hoặc pháp thuật hiệu quả sao? Tống thư hàng hỏi hắn Phật môn sư Hống công cũng có phá huyễn hiệu quả, nhưng động tính quá lớn. Đang khi nói chuyện, theo phía sau hắn, Tạo hóa tiên tử hiện hình. A à nha nha e a à nha hắc, Tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói. Một tầng sóng âm nhộn nhạo ra. Sau một khắc, bị hai vị thiếu nữ mị hoặc, đám người mê mang rụi rụi con mắt có người đang nhìn mình trong tay, cự tuyệt thương tổn gà con, không có mua bán sẽ không có thương tổn, hoành phi, một mặt mộng bức. Ta đây là não quất sao, tỉnh táo lại đám người, nhanh chóng đem hoành phi ném đi, tiếp đó có người che mặt rời đi. Mụ mụ, lúc này mất mặt ném đi được rồi. Nếu để cho người khác biết rõ bọn hắn nhét chung một chỗ muốn đi, cứu mấy cái gà con, lời nói sẽ bị bằng hữu cười nhạo. Bị mị hoặc đám người tản ra chung quanh những cái kia bởi vì nhàn rỗi nhất chứng mà tụ họp lên người, cũng cùng theo tản đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cao một thấp hai thiếu nữ, ngơ ngác đứng ở cửa điếm. Lúng túng, chủ tiệm một mặt mộng bức vừa rồi hắn đều làm tốt xấu nhất tính toán, nhiều nhất tổn thất mấy cái đáng yêu gà con, đuổi cái này hai thiếu nữ cùng nhóm người. Không nghĩ tới đám người đột nhiên liền tản, liền lưu lại hai cái đáng yêu thiếu nữ tại. Hai vị thiếu nữ xoay đầu lại, hướng tống thư hàng vị trí trông lại các nàng cảm ứng được vừa rồi liền là tống thư hàng sau lưng phát ra sóng âm một lần hành động phá vỡ các nàng mị hoặc loại pháp thuật là ngươi a à, lang thiếu nữ cắn răng nói ngươi là người phương nào tại sao phải phá hư hành động của chúng ta yên thiếu nữ nồng dạng hỏi tống thư hàng mỉm cười truyền âm nhập mật tiểu đạo hiếu nơi đây có thể không là quê hương của các ngươi từng cái thế giới có từng thế giới quy tắc phong tục thói quen vì vậy ta hy vọng tiểu đạo hữu có thể làm được nhập ra tùy tục. Nếu như chúng ta cự tuyệt đây, A lang thiếu nữ hử lạnh nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có trả lời, chỉ là đằng sau hậu trường điều động bản thân thánh ấn lực lượng. Có đôi khi, huyền thánh, thân phận thế nhưng là dùng rất tốt. Thánh ấn lực lượng chảy ra tới đây. Bá, bá Tống Thánh Quân, yên thiếu nữ thanh âm run dẩy lên. Bá Tống, đó không phải là bá nho huyền ma. A Lăng mãnh liệt hướng về phía sau nhảy dựng, nàng hai tay bưng lấy bụng của mình, hoảng sợ nhìn qua tống thư hàng. Hai vị thiếu nữ buông xuống, xuống đầu, căn bản không dám tiếp xúc tống thư hàng ánh mắt. Thậm chí A Lăng còn ngừng lại hô hấp của mình. Đã xong đã xong, gặp gỡ bá nho huyền ma, bị bá nho huyền ma nhìn chằm trầm vào liếc liền sẽ mang thai, cùng hắn hô hấp đồng nhất phiến bầu không khí, có thể hay không mang thai xong bảo thai. Điếm trường tò mò nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hắn có chút không thể hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn rất sinh động hai vị, bảo vệ gà con, thiếu nữ, đang nhìn đến xa xa vị kia một mặt hiền lành thiếu niên về sau, vì cái gì tựa như con chuột gặp gỡ mèo, run không ngừng. Biết rõ sai lầm rồi sao, Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nhập mật. Hai vị thiếu nữ, một vị nhị phẩm đỉnh phong đã ở vào hóa long giác đan điền cảnh giới, tùy thời có thể đột phá một vị khác nhị phẩm thứ tư đan điền long khu đan điền cảnh giới. Hai vị thiếu nữ tuổi nhìn qua không lớn, có lẽ coi như là thiên tài cấp nhân vật. Chúng ta không có sai, A à, Lăng Quật Cường nói, gà con là thế giới của quý, tàn nhẫn giết gà con là sai lầm. Vì vậy A, à, hai cái khác biệt thế giới, khác biệt thế giới quan, tụ cùng một chỗ quả thực là tai nạn. Một bên Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, chúng ta cũng không có muốn người cải biến bản thân quan niệm ý tứ. Thế nhưng, các người đã phải cứu ra gà con lời nói, vì cái gì không tốn tiền đi mua. Tống thư hàng, ta nghĩ kêu, cũng là ý tứ này. Hai vị thiếu nữ tiếp tục cúi đầu, thân thể khẽ phát run, không có trả lời. A à Lăng, A à Yên, các ngươi ở đâu? Lúc này, xa xa có một vị đang mặc váy giải phu nhân, nhanh chóng hướng nơi đây tiếp cận. Làm nàng tới gần hai vị thiếu nữ về sau, ngẩng đầu liếc mắt, gà rán khách điếm lại thấy hai vị run lẩy bẩy thiếu nữ, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rõ là là tu luyện giả tống thư hàng không cần người giải thích nàng dùng ngón chân đều có thể đoán ra phát sinh chuyện gì phu nhân buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương tâm tính thiện lương mệt mỏi vị đạo hữu này ngại ngùng ta hai vị hậu bối cho ngươi thêm phiền toái phu nhân hướng tống thư hàng truyền âm nhập mật nói tống thư hàng khẽ gật đầu không sao sư tổ bá nho đại nhân a à, lang nhỏ giọng cẩn thận nói phu nhân nghe vậy thân thể cứng đờ nàng một lần nữa nhìn thẳng tống thư hàng nhìn một cái thiên hạ không người không biết quân hiệu quả phát động bá tống huyền thánh bá nho huyền ma nhìn nam đệ nhất thánh một cái song thánh hiệu quả nhiên là hắn bá nho đạo hiếu ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu phu nhân tiếp tục truyền âm nói ngữ khi có chút phát phiền nhưng nàng khuôn mặt lại nổi lên vài phần vẻ thẹn thùng tống thư hàng váy dài phu nhân lại thâm sâu hô hấp một chút, truyền âm nhập mật nói, bá nho đạo hiếu, nghe nói người có chữa trị cửu u tà năng bị nhiễm phương pháp. Các ngươi, là thú giới tu luyện giả, Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 107.